Tử vi tháng năm âm lịch năm 2023 của người tuổi Tý sự nghiệp vướng mắc trở nên ham vui. Bước sang tháng năm âm lịch năm Quý Mão 2023 này, người tuổi Tý sẽ trải qua khá nhiều khó khăn và thách thức. Đây là thời điểm mà con giáp này cần phải nhắc nhở bản thân giữ bình tĩnh trong mọi tình huống bởi hành sự nóng nại chỉ khiến mọi chuyện càng dễ lâm vào ngõ cục. Xem tử vi tháng năm âm lịch cho thấy, người tuổi tỷ sẽ trải qua tháng năm âm lịch nhận thách thức dưới ảnh hưởng của cục diện tỷ ngọ tương xung, còn giáp này thường xuyên vướng phải những mâu thuẫn xích mích với người khác những cuộc tranh cãi xảy ra liên tiếp khiến cho công việc khó có thể tiến triển suôn sẻ, thậm chí bạn còn phải tự làm xấu đi hình ảnh của bản thân trong mắt người khác. Một số người thiểu tập trung vào công việc, hàm vui, nhẹ dạ cả tinh cũng dễ vướng vào cái bậy của kẻ xấu. Phương diện ta lọc không khả khẩm hơn là mấy khi bạn vẫn chưa tìm được hưởng đi chính xác cho bản thân. Lại thêm có đại hào chiếu mệnh, bạn dễ chi tiêu phung phí cho những mục đích không chính đáng. Một số người nông nổi dễ đầu tư làm chỗ khiến tình hình tiền bạc suy giảm, thậm chí phải vay mượn mọi người xung quanh. Mỗi quan hệ vợ chồng cũng không mấy hoài hoa, bạn thậm chí vì buồn chán với hoàn cảnh hiện tại mà nghĩ tới việc tìm kiếm thủ vui ở bên ngoài. Hãy dừng ngay hành động sai trái này. Bởi bạn đang làm tổn thương những người thân yêu gần gũi nhất với mình. Cùng với đó, bạn cũng đang đẩy bản thân vào cảnh tài tiễn. Xem tử vi tháng 5 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Tý luận về các phương diện trong cuộc sống một luận về phương diện công danh sự nghiệp người tụ tỵ gặp phải nhiều rắc rối do cục diện tương xung ảnh hưởng thẹn mậu ngò bạn gặp phải nhiều căng thẳng bất ổn về mặt tinh thần dẫn tới tình trạng làm việc không chắc chắn dễ xảy ra lỗi lầm dễ mâu thuẫn với nhiều người xung quanh còn giáp này còn phải nhắc nhở bản thân thật giữ bình tĩnh trong mọi tình huống bởi càng nóng nại thì bạn dễ lâm vào ngõ cục Hãy thử lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh, có thể bạn sẽ tìm ra hướng đi mới để giải quyết các vấn đề còn tồn động. Khi tinh thần quá căng thẳng, bạn cũng không nên giữ mọi chuyện trong lòng. Hãy tìm người thân thiết và đáng tin cậy để chia sẻ, bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Hơn nữa, đối phương rất có thể sẽ đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích. Trong tháng này, con chịu tác động của nguyệt lệnh lầm thai, một số người còn thiếu tập trung trong công việc thường xuyên lơ đảng hoặc hàm vui. Bạn cũng cần thận trọng trở tin theo những lời đồng thổi trước khi làm việc gì cần phải kiểm chứng rõ ràng, nếu không dễ rơi vào cái bậy của kẻ xấu. Hãy nhắc nhở bản thân làm việc gì cũng hãy có tâm hơn, nếu không bạn sẽ dễ mắc phải những lỗi sai lầm không đáng có, tạo thành ấn tượng xấu trong mắt mọi người xung quanh. Bạn cũng không muốn mình dần tục hậu so với tập thể đâu, đúng không? 2. Luận về phương diện tài chính Căn cứ vào tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 của 12 con giáp cho biết trong tháng mậu ngọ này người tủ tỷ cho cỏ hung tinh đại hào chiếu mệnh hãy xác định tinh thần rằng tình hình tài chính của bạn sẽ khó có thể dư giả vào thời điểm này các quyết định chi tiêu hoặc đầu tư thiểu chính xác khiến cho bạn vốn đã không được rủng rỉnh lại càng dễ rơi vào cảnh khó khăn hơn. Người làm đầu tư kinh doanh cũng cần tránh đưa ra những quyết định nóng vội và nông nổi, trở thấy người khác kiếm lời mà đã vội bắt trước theo. Trước khi làm việc gì, bạn cũng cần phải đánh giá tình hình thực tế, nắm rõ ràng năng lực của bản thân, đồng thời kiểm chứng thông tin kỹ càng để tránh rơi vào cái bẫy. Đối với người làm công ăn lương, hãy nghiêm túc trong các công việc của mình, tránh để xảy ra lỗi rồi phải dùng lương để bù đắp thiệt hại. Bạn cần nhắc nhở bản thân hoàn thành cho tốt các nhiệm vụ được giao, chớ có thái độ đối phó cho xong việc. Khi tình hình tài chính không được dư giả, người tuổi tỷ cũng trở dùng quá nhiều tiền cho các hoạt động vui chơi hay mua sắm. Bạn chỉ nên sử dụng những món đồ phù hợp với tuổi tiền của mình, đồng thời hãy luôn để cho mình một khoản tiền dự phòng để đề phòng các sự cố bất ngờ có thể xảy đến. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Bước sang thẳng mậu ngọ, người tuổi tỷ có nguy cơ phải đối diện với những tổn thương hoặc đổ vỡ trong chuyện tình cảm. Vì thế, bạn cần phải quan tâm hơn tới cảm xúc của nửa kia, đồng thời nhắc nhở bản thân chú ý hơn trong cách hành xử, làm gì cũng cần cân nhắc kỹ càng. Có vẻ như bạn và người ấy thường xuyên mâu thuẫn với nhau vì những quan điểm bất đồng, điều đó khiến bạn cảm thấy ức chế và mệt mỏi. Tuy nhiên, dù vậy bạn cũng không nên được phép tìm tới những thú vui bên ngoài, bởi vì những niềm vui ngắn ngủi ấy sẽ tổn thương những người thân thiết nhất của bạn vô cùng sâu sắc. Với những ai còn độc thân, bạn vô cùng cởi mở trong chuyện tình cảm và sẵn sàng tham gia vào những buổi tụ tập bạn bè. Nhờ vậy, nhanh chóng mở rộng các mối quan hệ của mình, thậm chí có những người tìm được đối tượng phù hợp với mình. Tuy nhiên, Nguyệt lệnh làm thai khuyên bạn trở nên nhẹ dạ cả tin, nghe theo lời ngon tiếng ngọt của người ngoài. Bên cạnh đó, bạn cũng cần nghiêm túc hơn trong các mối quan hệ, trở nên trăng hoa, đa tình, giữ những mối quan hệ mập mờ với nhiều người cùng một lúc. 4. Luận về phương diện sức khỏe May mắn là dù cuộc sống không quá thuận lợi nhưng nhìn chung, người tuổi tỷ vẫn duy trì được tình trạng thể chất tốt. Còn giáp này không cảm thấy mệt mỏi, đau ẩm nên dù khó khăn ập tới, bạn cũng vẫn có thể cả vững vang. Hãy nhắc nhở bản thân duy trì lối sống khoa học, trở nghĩ nhiều và chú ý chia sẻ với mọi người nhiều hơn. Làm như vậy bạn sẽ luôn cảm thấy nhẹ nhõm thậm chí qua việc này bạn có thể mở rộng mối quan hệ, quen biết với quý nhân và được giúp đỡ vượt qua thách thức. Cẩm nang vận vận cho từng tuổi tỷ vào tháng 5 âm lịch năm 2023 như sau. Một tuổi mậu Tý sinh năm 1948, mệnh hỏa, nam sao thái bạch, nữ sao thái âm, khẩu quyết, tính tình, nóng nại, dễ mâu thuẫn với mọi người, công việc bể tắc. Quý nhân phù trợ tuổi sửu tuổi thân, tiểu nhân, tuổi dậu, tuổi mùi, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đen. 2 tuổi canh tí sinh năm 1960, mệnh thổ, nam sao la hầu, nữ sao kế đô, khẩu quyết, kinh doanh khó khăn, hạn chế đầu tư, cần chi tiêu, tiết kiệm, quý nhân phù trợ, tuổi sửu tuổi thân, tiểu nhân, tuổi mão, tuổi mùi, màu sắc may mắn, màu bạc, màu xám. 3. Tuổi nhầm tý sinh năm 1972, mệnh mộc, nam sao kế đô, nữ sao thái dương, khẩu quyết, vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, cần đề phòng nguy cơ kẻ thứ ba xuất hiện. Quý nhân phù trợ tuổi hài, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi giàu, tuổi mẫu màu sắc may mắn, màu xanh da trời, màu đen. 4. Tuổi giáp tỵ sinh năm 1984 Mệnh Kim Nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, Khẩu Quyết Hãy chân thành trong chuyện tình cảm, trở trăng hoa, đa tình Quý nhân phù trợ, tuổi hài, tuổi sổ, tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi tuất, màu sắc may mắn, màu trắng, màu xanh dương. Năm, tuổi bính tỵ sinh năm 1996, mệnh thủy, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết, sức khỏe ổn định, hãy chú ý duy trì lối sống sinh hoạt điều độ. Quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Thân, tiểu nhân tuổi ngọ, tuổi mão, màu sắc may mắn, màu vàng kim, màu ghi tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 cho người tuổi sửu tĩnh kỷ thất thường trở nên kiêu ngạo tử vi tháng 5 âm lịch cho thấy rằng đây là khoảng thời gian tốt xấu đang xen đổi với con giáp này mọi việc tiến triển theo chiều hướng tốt hoặc xấu triệu là do thái độ của bản mệnh khi đối diện và giải quyết các tình huống bất ngờ tương hại giảng hòa còn giáp này xuất hiện sự mất kiên nhẫn hành sự thất thường khiến mọi người xung quanh khó hiểu bạn nên thể hiện rõ ràng mong muốn hoặc ý định của mình thì người khác mới biết được đặc biệt là khi bắt tay vào làm việc nhóm như vậy thì các nhiệm vụ được giao mới hoàn thành một cách trôi chảy trần tru tình hình tiền bạc cũng chưa có nhiều biến động rõ rệt bạn có thể là người chăm chỉ và cẩn thận đấy. Xong, phương thức kiểm tiền của bạn có thể đã quả cổ kỹ, lỗi mòn, nên không còn thu hút được đối tượng khách hàng giàu giàu như dự kiến. Có lẽ bạn nên dành thời gian để học thêm những kỹ năng, đồng thời tham khảo cách làm của mọi người xung quanh nhiều hơn, Cho nên cứng đầu cứng cổ. May mắn Tình cảm là điểm sáng trong vận trình tháng 5 âm lịch này. Bản mệnh nhận được sự quan tâm chăm sóc của người thân nên khi về đến nhà mọi phiền não cũng đã tan biến rất nhiều. Người nhà cũng tạo thêm động lực cho bạn đối diện với khó khăn, không buông xuôi, đầu hàng trước nghịch cảnh. Xem tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 cho người tuổi sủ luận về các phương diện trong cuộc sống. Một luận về phương diện công danh sự nghiệp. Tháng năm âm lịch này thấy rằng vận trình sự nghiệp của những chú trâu kém phần hành thông thuận lợi, chủ yếu là do cách hành sự của bản mệnh với mọi người và mọi việc xung quanh. Cục diện tương hại khiến cho bản mệnh trở nên nóng nảy, thất thương, không chịu lắng nghe ý kiến của người khác còn giáp này cần phải hiểu rằng dù bạn có tài giỏi hay thành tích trực rỡ như thế nào thì không phải lúc nào bạn cũng là người đưa ra những nhận định và ý kiến chính xác nhất. Hãy lắng nghe mọi người xung quanh là không bao giờ thừa cả. Thậm chí thông qua quá trình này bạn còn tích lũy thêm được những kinh nghiệm hoặc kiến thức mới một cách đáng quý giá. Nguyệt lệnh làm dưỡng cho thấy bạn vốn là người chăm chỉ, cẩn mẫn, cẩn thận. Ưu điểm của bạn luôn được lãnh đạo đánh giá cao. Điều này cần phải thay đổi chính là thái độ cứng nhắc, thiểu cởi mở của mình khi tiếp nhận những vấn đề mới mẻ. Nếu cứ mãi đi theo một lối mòn quen thuộc, bạn sẽ không thể đạt được những thành tích đột phá, rút ngắn thời gian chạm vào cải đích mình đã đặt ra. Hãy thử sức mình trong những lĩnh vực mới mẻ hơn, rất có thể bạn sẽ còn phát triển ra năng lực tìm mẫn của mình nữa đấy. Hai, luận về phương diện tài chính. Tình hình tài lộc của những chủ trâu cũng chưa có những dấu hiệu phát triển đáng kể trong tháng 5 âm lịch này. Bạn nên kiên nhẫn hơn trên con đường làm giàu, trở nên sốt ruột khi mình chưa thu được những thành quả. Cục diện tương hại tác động con dắp này nên hoàn thành cho tốt các kế hoạch còn đang dang dở của mình. Với những dự án mới, bạn cần thêm thời gian để cân nhắc, không cần vội vàng chạy theo xu thế của thị trường, cuối cùng lại soi hỏng bỗng không. Đối với những ai làm công ăn lương cũng nên chăm chỉ nghiêm túc khi tiến hành những công việc. Dù không nhận được thêm các khoản thưởng nóng đi nữa thì ít nhất bạn cũng trở nên phạm phải các loại sai lầm để bị phạt tiền hoặc phải dùng đến tiền để đền bù thiệt hại. Nếu muốn cải thiện thu nhập của mình, bạn có thể dành thêm thời gian cho các công việc làm thêm. Tuổi tiền không mấy dư giả, người tuổi sủ cũng phải chịu tác động của tiểu hao. Khuyên bạn chi tiêu cũng cần phải có kế hoạch rõ ràng cho nên mua sắm theo cảm hứng nhất thời bởi các khoản tiền tưởng nhỏ nhưng khi gấp lại sẽ khiến bạn tổn hại một khoản khá lớn đấy. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Bước sang thẳng mậu ngọ, ngư tủ sủ, trải với các dấu hiệu bất ổn trong vận trình sự nghiệp của mình và tài lộc thì con đường tình duyên lại khá hành thông còn giáp này có thể hài lòng với cuộc sống riêng tư của mình. Với những ai đã lập gia đình, bạn nhận được sự tin tưởng ủng hộ của người ấy trên nhiều quyết định. Đồng thời người ấy cũng có thể phân tích cho bạn những mặt lợi hại của vấn đề để bạn có thể đưa ra những quyết định chuẩn xác nhất. Các thành viên trong gia đạo cũng hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau khiến bạn cảm thấy yên tâm công tác. Người nhà có thể trở thành động lực giúp bạn vượt qua khó khăn thậm chí thử sức mình trong những lĩnh vực mới mẻ. Với các bạn còn độc thân, bạn có thể sẽ nhận được lời mời làm quen đối với các bạn bè khác giới. Chỉ cần bạn chịu mở lòng và chịu dành thời gian cho đối phương thì chắc chắn mối quan hệ giữa hai người sẽ ấm lên nhanh chóng. Tất nhiên, hai người cũng cần có sự thời gian không nên quá vội vàng hãy tiếp tục dành thời gian để trò chuyện, tìm hiểu, bạn sẽ nhận ra đối phương có phải là người phù hợp với mình hay không, từ đó đưa ra những quyết định thì cũng không muộn. 4. Luận về phương diện sức khỏe Nhìn chung, sức khỏe của người tuổi sửu vẫn duy trì được khá tốt. Dù công việc chưa đạt được những mục tiêu như bạn cũng không suy nghĩ hay trách móc bản thân quá nhiều, ngược lại bạn tìm ra cách để động viên mình tiếp tục tiến về phía trước. Để duy trì một cơ thể khỏe mạnh, còn giáp này hãy luôn nhớ giữ lo sống lành mạnh, ăn uống đúng giờ, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, trở nên thức quá khuya hoặc tiệc tùng quá nhiều, sử dụng nhiều rượu bia và các chất kích thích khác. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi sổ vào tháng 5 âm lịch năm 2023 như sau. Một tuổi kỷ sửu sinh năm 1949 mệnh hỏa nam sao thủy diệu nữ sao mộc đức khẩu quyết tính khí thất thường dễ mâu thuẫn với người khác quý nhân phù trợ tuổi giàu tuổi tỵ tiểu nhân tuổi ngọ tuổi mùi màu sắc may mắn màu cà phê màu vàng hai tuổi tân sửu sinh năm 1961 mệnh thổ nam sao mộc đức nữ sao thủy diệu khẩu quyết Chớ nên vội vàng đầu tư hãy tìm ra hướng làm ăn mới. Quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi hợi, tiểu nhân, tuổi tuốt, tuổi mùi, màu sắc may mắn, màu nâu, màu xám. ba Tuổi quý sổ, sinh năm 1973, mệnh mộc, nam sao phần hởn, nữ sao la hầu, khẩu quyết. Quan hệ vợ chồng hòa hợp đôi bên trở thành động lực của nhau. Quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi tỵ tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi tuất, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu đen. 4. Tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, mệnh kim. Nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết hai cởi mở hơn trong các mối quan hệ, bạn sẽ được nhiều người yêu mến. Quý nhân phù trợ, tuổi hợi tuổi mão, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi dân, màu sắc may mắn, màu trắng, màu vàng kim. năm tuổi đinh sửu sinh năm 1997 mệnh thủy nam sao mộc đức nữ sao thủy diệu khẩu quyết hạn chế chi tiêu cho các việc không cần thiết cẩn thận trái tuổi quý nhân phù trợ tuổi sửu tuổi tý tiểu nhân tuổi ngọ tuổi dậu màu sắc may mắn màu nâu màu tím tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 của người tuổi dân sự nghiệp thịnh vượng, tình duyên nở rộ. Bước sang tháng mới đem lại nhiều điều may mắn cho những chủ hộ. Bạn có thể dễ dàng nhận thấy rằng mọi phương diện cuộc sống của mình đều có những bước cải thiện đáng kể. Nhờ có tâm hợp giúp sức, bạn gặt hải được nhiều thành công trên phương diện sự nghiệp. Nếu ai tham gia thi cử, tuyển dụng thì có thể nhận được tin tốt lành. Mọi cố gắng bạn đã bỏ ra được đền đáp với những ai làm công việc ổn định thì bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Mọi người đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển. Công việc thuận lợi cũng kéo theo tình hình tài chính có những chuyển biến đáng mừng. Người làm công ăn lương có nhiều cơ hội nhận được những khoản thưởng nóng hậu hĩnh. Với người làm kinh tế, tháng này tài lọc dồi dào dò là lúc thích hợp để bạn ký kết hợp đồng với đối tác mở rộng quy mô làm ăn sản xuất của mình phương diện tình cảm cũng bảo vệ những tình vui vợ chồng bạn đồng sức đồng lòng trong mọi việc nên chẳng khó khăn nào có thể cản bước được hai người còn người độc thân có thể được bạn bè người thân giới thiệu cho các đối tượng khá phù hợp bạn nên dành thời gian cân nhắc đối phương xem tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 cho người tuổi dân luận về các phương diện trong cuộc sống một luận về phương diện công danh sự nghiệp xem tử vi tháng năm âm lịch năm 2023 của 12 con giáp cho biết người tuổi dần bước sang tháng mới sẽ gặt hái được nhiều thành tích đáng mừng trong phương diện sự nghiệp của mình bạn đã cố gắng suốt một khoảng thời gian vừa qua và nay là lúc bạn nhận được thành quả xứng đáng với người tham gia các buổi thi cử tuyển chọn bạn dễ dàng gây ấn tượng với giám khảo nhờ kiến thức phong phú và cách hành xử điềm tĩnh của mình nhiều người sẽ được chọn vào vị trí hoặc đổ vào nơi mà mình mơ ước từ lâu đây chính là bước đi đầu tiên trên con đường thành công của bạn với người đã có công việc ổn định thời điểm này bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa bạn đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến và giúp đỡ. Vì vậy mà công việc dù khó khăn đến mấy cũng có thể hoàn thành đúng thời hạn. Các công việc nhóm cần sự hợp tác của nhiều người cũng sẽ thu được những kết quả rất khả quan. Nguyệt lệnh trường sinh còn đem thêm nhiều các lợi cho vận trình sự nghiệp của con dắp này. Bạn càng nhiệt tình giúp đỡ người khác bao nhiêu thì càng có nhiều cơ hội gặp được quỹ nhân bấy nhiêu. Quý nhân sẽ xuất hiện giới thiệu cho bạn nhận hưởng ti mới đầy triển vọng. Tuy nhiên, dù thuận lợi đến mấy thì đôi khi bản mệnh vẫn phải chịu tác động của hung tinh ngũ quỷ. Lời khuyên dành cho bạn là trở nên hân hoang, coi thường người khác hoặc chỗ quan lơ là trong những công việc quen thuộc không ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người, kẻ xấu vẫn luôn rình rập cho đợi thời cơ để hạ bệ bạn đấy. 2. Luận về phương diện tài chính Bước sang thẳng mẫu ngọ, tài lộc của người tuổi dần có những điểm sáng đáng kể trong tháng. Nguồn tiền đổ vào tuổi ao ao khiến bạn có thể thoải mái chi tiêu hơn không còn rơi vào cảnh thắt lưng buộc bụng như khoảng thời gian trước đó. Với người làm công ăn lương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên có nhiều khả năng sẽ được nhận thêm các tiền hoa hồng, thượng nóng. Thậm chí một vài người còn chạm tay vào cơ hội thăng quan tiến chức thì tiền, tiền thưởng cũng sẽ tăng tiến là việc hiển nhiên bạn không chỉ cải thiện được cuộc sống trong một tháng mà còn là một khoảng thời gian từ nay về sau. Với những người làm ăn kinh doanh biết chấp lấy thời cơ làm ăn phù hợp với khả năng của mình nên khách hàng đối tác luôn đổ tới dồn dập. Có thể thấy dù có hơi vất vả một chút, xong bạn vẫn sẽ hài lòng với những gì mình đã làm được. Tháng này còn là thời điểm thích hợp để bạn ký kết hợp đồng mở rộng quy mô kinh doanh sản xuất của mình. Hãy tin tưởng vào năng lực bản thân, bạn sẽ còn tiến xa hơn thế này nữa. Tuy nhiên, ngũ quỷ hùng tinh vẫn luôn tiềm ẩn, bạn cần tránh lo chuyện bao đồng khiến cho kẻ tiểu nhân ngửa mắt lúc nào không hay. Trong quá trình làm ăn, hãy cẩn thận trước những chiêu trò không sạch sẽ. Trước khi ký kết hợp đồng đối tác với ai đó, cần phải kiểm chứng thông tin, tìm hiểu đối phương một cách cẩn thận. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Người tuổi dân cũng phải luôn được sống trong bầu không khí hạnh phúc vào tháng 5 âm lịch này. Nửa kia, của bạn là người dịu dàng, thấu hiểu nên bạn luôn có thể thoải mái tâm sự mọi điều với đối phương. Người ấy vừa có thể giúp đỡ bạn gỡ rỗi, vừa giúp bạn có động lực để tiến về phía trước. Mối quan hệ giữa cha mẹ con cái trong nhà có nhiều cải thiện. Đôi bên đã biết lắng nghe nhiều hơn, đồng thời cũng hạ thấp cái tôi của mình xuống để mọi mâu thuẫn đều có thể được hóa giải với người độc thân bạn có thể được người nhà hoặc bạn bè người thân quen giới thiệu cho các đối tượng triển vọng hai người trò chuyện với nhau ngay từ những lần tiếp xúc đầu tiên đây chính là một dấu hiệu rất đáng mừng bảo hiệu niềm vui khác sẽ đến vào sau này đấy ngoài ra nhờ mối quan hệ rộng rãi bạn cũng có thể tự gặp những người phù hợp qua những buổi xã giao hãy cử tự tin kéo gần khoảng cách với đối phương, sự chân thành của bạn có thể sẽ khiến người ấy cảm động. 4. Luận về phương diện sức khỏe Thẳng mậu ngọ này, người tuổi dân không gặp phải những vấn đề gì cần lo lắng về sức khỏe. Bạn duy trì được thể trạng của mình nên làm việc gì cũng rất nhiệt tình, hăng hải, gặt hải được những thành tích cao. Tuy nhiên, còn giáp này cần nhỏ không nên làm việc quá sức khiến cơ thể mệt mỏi. Dù có đen bận rộn đến đâu, bạn cũng nên ăn đúng giờ, nghỉ đúng giấc. Tiền bạc có thể kiểm dần dần nhưng sức khỏe đã bị tổn hại thì khó mà khôi phục như xưa. Cảm nang vượng vận cho từng tuổi dân vào tháng 5 âm lịch năm 2023. 1 tuổi canh dân, sinh năm 1950, mệnh mộc, nam sao thổ tủ, nữ sao phân hận, khẩu quyết, xã giao thuận lợi, công danh sự nghiệp trên đà, tăng tiến. Quý nhân phù trợ, tuổi tuốt, tuổi ngọ, tiểu nhân, tuổi tỵ tuổi thân, màu sắc may mắn, màu nâu, màu xanh lá. 2. Tuổi nhâm dân, sinh năm 1962, mệnh kim, nam sao thái âm, nữ sao thái bạch, khẩu quyết, kinh doanh thuận lợi tích hợp kỹ kết hợp đồng mở rộng quy mô làm ăn quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi thân tiểu nhân tuổi tỵ tuổi hợi màu sắc may mắn màu trắng màu đen ba tuổi giáp dân, sinh năm 1974 mệnh thủy nam sao thái dương nữ sao thổ tủ khẩu quyết quan hệ xã giao thuận lợi gặp được quý nhân hoặc người phù hợp quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi thân tiểu nhân, tuổi hài tuổi thân, màu sắc may mắn, màu xanh rêu, màu xanh nước biển. 4. Tuổi bình Dân, sinh năm 1986. Mệnh hỏa, nam sao thủ tủ, nữ sao phân hưởng, khẩu quyết. Việc học hành thi cử đón nhận những thông tin tích cực. Quý nhân phù trợ tuổi tốt tuổi thân, tiểu nhân, tuổi tỵ tuổi giàu, màu sắc may mắn, màu đen, màu xanh da trời. 5 tuổi Mậu Dân, sinh năm 1998, mệnh thổ, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết, vợ chồng hai hoa đam mẩm, đôi bên là động lực cho nhau phấn đấu. Quý nhân phù trợ tuổi ngọ, tuổi mậu, tiểu nhân, tuổi tỵ, tuổi dân, màu sắc may mắn, màu trắng, màu xanh lam. Tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 của tuổi mậu, hung cát song hành trở nên bỏ cuộc Xem tử vi tháng 5 âm lịch của 12 con giáp cho thấy tháng này là thời điểm hung vận, lẫn ác các vận đối với người tuổi mão. Con giáp này đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, song đó đây vẫn tiềm ẩn những cơ hội nếu bạn nắm bắt được thì hoàn toàn có cơ hội xây chuyển tình thế. Thời điểm tháng 5 âm lịch con giáp này phải đối diện với nhiều thách thức và khó khăn. Dưới tác động của cục diện mẫu ngọ tương phả, con giáp này dễ vướng phải những mâu thuẫn tranh cãi trong công việc. Mọi người có ý kiến khác nhau mà không ai chịu nhường nhịn ai nên mọi việc tiến triển trong khó khăn. Bên cạnh đó, bản mệnh còn phải luôn đề phòng kẻ xấu ném đá sau lưng, bài trò gây cản trở công việc của mình phương diện tài lộc cũng khá ẩm đạm. Điềm, phá tài luôn rình rập đe dọa tuổi tiền của những chú mèo, vì thế việc đầu tư kinh doanh trong tháng cần hết sức cẩn thận, tốt nhất là vẫn nên tập trung hoàn thành tốt các dự án còn đang gian dở của mình. Những lời mời gọi đầu tư mới thì cần thời gian để bình tĩnh cần nhắc lại. May mắn phương diện tình duyên có một vài điểm sáng rực rỡ trong vận trình của bạn. Nhiều các tin soi chiếu đem tới cho bạn rất nhiều cơ hội để gặp gỡ người ưng ý. Chỉ cần con giáp này mở lòng, nhiệt tình trò chuyện với người khác thì rất dễ lọt vào mắt xanh của người khác phải. Xem tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 của người tuổi mạo luận về các phương diện trong cuộc sống. 1 luận về phương diện công danh sự nghiệp. Bước sang tháng Mậu Ngọ, người tuổi mẫu sẽ gặp nhiều sóng gió ập tới trong phương diện sự nghiệp của mình. Đòi hỏi những chú mèo không được phép lơ là. Nếu thời điểm này mà bạn ngừng cố gắng thì rất dễ phạm sai lầm, trở thành người tục hậu hoặc gây phiền phức cho tập thể. Hãy cẩn trọng trong mọi việc, hạn chế tham gia vào những chuyện bao đồng cũng như hạ cái tôi của mình xuống trong mọi cuộc thảo luận. Bạn nên chú ý lời ăn tiếng nói để không gây Phật lòng người tốt cũng như đắc tội với kẻ tiểu nhân. Người tuổi trẻ chập chững bước chân vào xã hội cũng có thể cảm thấy mất phương hướng trong tháng này. Bạn cần bình tĩnh lại để cân nhắc xem điều mình thật sự mong muốn là gì không nhất thiết phải vội vàng chạy theo bước chân của người này hay người khác. Khó khăn càng chồng chất thì bạn càng phải cổ vũ mình cố gắng vươn lên, trở nên bỏ dở công việc giữ chân. Chỉ khi cố gắng giải quyết các vấn đề bạn mới trưởng thành hơn và có bản lĩnh hơn trong công việc. Hơn nữa, bạn hoàn toàn có thể học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước đáng tin cậy. Trong thực tế, tháng này còn được các tinh thái âm trợ mạnh. Nếu chăm chỉ quyết tâm trong công việc thì bạn có thể gây ấn tượng tốt với quỹ nhân hoặc cấp trên. Đối phương có thể đưa ra cho bạn những chỉ dẫn hữu ích, thậm chí giúp bạn một tay để thoát khỏi tình thể khó khăn trước mắt. 3. Luận về phương diện tài chính Phương diện tài lộc của người tuổi mão khó có dấu hiệu khởi sắc, còn giáp này không nên chi tiêu một cách lãng phí trong tháng mậu ngọ tốt nhất hãy cân nhắc nhở bản thân mình cắt giảm chi và luôn sẵn sàng một khoản dự phòng cho những tình huống bất ngờ cục diện tương phả đem tới nguy cơ hao tài tổn của luôn lơ lửng trên đầu dù làm trong lĩnh vực nào thì cũng nên cố gắng hoàn thành cho tốt công việc của mình còn đang dang dở, trở nên làm nhiều việc cùng một lúc, kẹo dễ dàng gây ra lỗi sai, phải tốn tiền để đền bù hay khắc phục. Người làm ăn kinh doanh không nên vội vã đưa ra những quyết định đầu tư bởi những mối đầu tư tư tưởng rằng triển vọng lại luôn tiêm mận cái bậy của kẻ tiểu nhân gian sẵn. Nếu có ý định hợp tác với ai, bạn cũng nên kiểm chứng thông tin rõ ràng, đồng thời tìm hiểu kỹ các thông tin về đối tác. Dưới tác động của nguyệt lệnh mộc dục tháng 5 âm lịch, còn giáp này cần phải chú ý hơn tới ngoại hình để sẽ tốn kha khá tiền để chăm sóc cho sắc đẹp. Ai cũng có nhu cầu làm đẹp, xong bạn trở vì thế mà thành người phô trương, phùng phỉ không cần thiết khi tuổi tiền không hề rụng rỉnh. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Theo tử vi tháng 5 âm lịch, cho thấy phương diện tình cảm của người tuổi mão có những dấu hiệu khá đáng mừng, đặc biệt là với người độc thân. Còn giáp này sẽ tìm thấy được người tâm đầu ý hợp vào tháng 5 âm lịch này. Nguyệt lệnh một dục khiến cho bạn trở nên xinh đẹp, quyển rũ hơn trong mắt người khác giới, lại thêm việc con dắp này cố tình chăm chút kỹ hơn cho bản thân nên việc lọt vào mắt xanh của một ai đó cũng không có gì là khó hiểu. Tuy nhiên, khi nhận được quá nhiều lời ngỏ ý làm quen, con dắp này cần phải thận trọng để nhận ra ai là người thật sự chân thành với mình bạn trở nên để ý quá nhiều đến ngoại hình mà bỏ ra những yếu tố quan trọng khác. Với những ai đã lập gia đình, nhân duyên khác giới tốt đôi khi cũng đem lại cho bạn một vài rắc rối. Chỉ có điều, chỉ cần con giáp này luôn biết giữ mình, chủ động giữ khoảng cách với người khác giới thì không có gì đáng lo ngại. Thậm chí, bạn còn có thể biến những mối quan hệ đó trở thành trợ lực cho mình trên con đường sự nghiệp kinh doanh. 4. Luận về phương diện sức khỏe Người tuổi mão duy trì được tình trạng sức khỏe tốt vào tháng 5 âm lịch. Nhờ vậy mà có thể sẵn sàng đối diện với những khó khăn thử thách trong cuộc sống mang lại. Còn dắp này nhớ duy trì chế độ ăn uống sinh hoạt khoa học, tránh dùng quá nhiều thời gian để đắm chìm trong những sở thích cá nhân hoặc cho công việc. Ngoài ra, nếu thấy cơ thể có dấu hiệu bất ổn thì cần theo dõi và chữa trị kịp thời. Như vậy thì bệnh mới mau khỏi bệnh, bạn có thể tiết kiệm được nhiều chi phí chữa trị. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi mão vào tháng 5 âm lịch năm 2023 như sau. 1 tuổi Tân Mão sinh năm 1951, mệnh mộc, nam sao la hầu, nữ sao kẻ đô, khẩu quyết, quan hệ xã giao bất ổn, cẩn thận kẻ tiểu nhân rình rập tìm cách phá hoại. Quý nhân phù trợ tuổi môi, tuổi hài tiểu nhân tuổi thân tuổi giàu, màu sắc may mắn, màu trắng, màu xanh da trời hai, Tội quỷ mạo sinh năm 1963, mệnh kim, nam sao kế đô, nữ sao thái dương, khẩu quyết, hạn chế ký kết hợp đồng, đầu tư quy mô lớn kẹo hao tài tổn của. Quý nhân phù trợ, tuổi dân, tuổi tuất tiểu nhân, tuổi tỷ, tuổi ngọ, màu sắc may mắn, màu xám, màu xanh lá cây. 3 tuổi Ất Mão sinh năm 1975 mệnh thủy, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết, cố gắng duy trì tình hình tài chính ổn định, hạn chế chi tiêu một cách phung phí. Quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi hại, tiểu nhân, tuổi dậu, tuổi tí, màu sắc may mắn, màu xanh dương, màu vàng. 4. Tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, mệnh Hỏa, Nam Sao La Hầu, Nữ Sao Kế Đô, Khẩu Quyết, Nhân Duyên Khác Giới Khả Vượng, bạn có thể tìm được người ưng ý cho mình. Quý nhân phù trợ tuổi tuốt tuổi môi, tiểu nhân, tuổi thân tuổi ngọ, màu sắc may mắn, màu tím, màu xanh nước biển. 5. Tuổi kỷ mão sinh năm 1999, mệnh thổ, nam sao kế đô, nữ sao thái dương, khẩu quyết, Hãy biết tận dụng các mối quan hệ để phát triển công việc của mình. Quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dân, tiểu nhân, tuổi tỵ, tuổi mão, màu sắc may mắn, màu nâu, màu xanh lá cây. Tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 của người tuổi thân, cơ hội ngập tràn, cố gắng ắt thành công. Bước sang tháng 5 âm lịch thấy rằng đây là thời điểm đầy hứa hẹn và nhiều thành công đến với những chủ rồng. Tất nhiên, những thành quả tốt đẹp sẽ không tự động tìm tới, bạn cần phải luôn quyết tâm và cố gắng thì mới đạt được điều mà mình mong muốn. Quan Đợi phù trợ sự nghiệp của con giáp này sẽ có những bước phát triển rõ rệt. Người tuổi thân hãy luôn duy trì trạng thái hăng hải, tích cực, sẵn sàng nhận các công việc khó, không ngại nhận thêm các nhiệm vụ, như vậy thì bạn sẽ nhanh chóng ghi điểm trong mắt cấp trên. Khi đã nắm trong tay cơ hội phát triển, bạn hãy tự tin thể hiện năng lực bản thân. Tài lộc vào tháng 5 âm lịch này nhìn chung cũng khá dư giả, chủ yếu là do công việc thuận lợi nên bạn không thiểu các khoản lương, thưởng hay thưởng nóng tăng lương với những ai làm ăn kinh doanh có thể chưa thu được quá nhiều lợi nhuận bởi bạn vẫn còn đang trong giai đoạn bắt đầu xây dựng sự nghiệp hoặc danh tiếng. Tuy nhiên, những dấu hiệu phát triển tích cực sẽ giúp bạn có thêm niềm tin. Tháng 5 âm lịch cho thấy phương diện tình cảm cũng có những tin vui bảo vệ. Người tuổi thìn hãy luôn cởi mở trong giao tiếp, buông bỏ những nỗi buồn trong quá khứ. Có như vậy thì bạn sẽ nhận thấy xung quanh mình vẫn còn rất nhiều người đáng để yêu thương. Xem tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 của người tuổi thuần luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Tháng này có nguyệt lệnh quan đời nâng đỡ, vận trình sự nghiệp của người tuổi thân sẽ trở nên hành thông hơn khoảng thời gian trước đó rất nhiều. Chỉ cần bạn chịu bỏ công sức thì ắt thu được những thành quả tương xứng. Với những người vừa bắt đầu đi làm hoặc đang tiếp xúc với những nội dung công việc mới, bạn luôn cảm thấy hăng hải muốn thể hiện sự hiểu biết của bản thân. Chính vì vậy, bạn không ngại nêu lên những suy nghĩ của mình, góp ý cho mọi người xung quanh. Có thể hưởng suy nghĩ của bạn sẽ một luồng gió mới vào cách thức hoạt động đã quá quen thuộc của tập thể. Với những ai đã có công việc ổn định, bạn nhận được sự tin tưởng từ cấp trên lẫn bạn bè đồng nghiệp xung quanh. Thời điểm này, bạn có thể được giao cho phụ trách nhiều công việc quan trọng. Đây chính là cơ hội để bạn khẳng định giá trị bản thân, thậm chí chạm tay vào cơ hội thăng quan tiến chức. Trong thực tế, tháng này do có nhịch mã xuất hiện, tức là muốn gặt hái được thành công, bạn cũng sẽ phải chạy đồn chạy đảo bỏ ra nhiều công sức. Tuy nhiên, bạn đừng quá lo ngại. Trong khó khăn gian khổ thì ác sẽ được đền đáp xứng đáng mọi công sức mà bạn đã bỏ ra. 2. Luận về phương diện tài chính Tình hình tài chính của người tuổi thân vào tháng 5 âm lịch năm quý mão khá ổn định. Những người làm công ăn lương có thể thu về một khoản khả hơn người làm kinh tế. Với người làm công, bạn dễ nhận được các khoản thưởng nóng do hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thậm chí có người ghi điểm trong mắt lãnh đạo nên chạm tay vào cơ hội thăng quan tiến chức, tăng lương. Với những ai làm kinh doanh, tháng này là khoảng thời gian thích hợp để bạn bắt tay vào gây dựng sự nghiệp cho mình. Quá trình dốc vốn đầu tư ác sẽ khiến bạn tốn một khoản kha khá. Xong, nếu đưa ra được những định hướng vào quyết định đúng đắn thì tương lai của bạn hoàn toàn có thể thu về lợi nhuận gấp nhiều lần so với số vốn ban đầu bỏ ra. Một số người có tầm nhìn xa trong rộng, tư duy đi trước thời đại nên bạn dễ dàng nắm bắt các cơ hội và trở thành người dẫn đầu xu hướng. Tất nhiên, đồng tiền chưa thể đổ vào tuổi bạn ngay được, nhưng tương lai gần thì rất khả quan. và luận về phương diện tình cảm gia đạo. Phương diện tình duyên của người tuổi Thân cũng sẽ nhận nhiều tin vui bỏ về. Bạn hãy luôn giữ tinh thần tích cực, cởi mở với mọi người thì sẽ được nhiều người yêu mến tháng năm nay khuyên người độc thân hãy bỏ quá khứ đáng buồn phía sau lưng và hướng tới những điều tích cực đến tương lai. Chỉ cần con giáp này chịu mở lòng và nhìn ra xung quanh, bạn sẽ nhận ra rằng xung quanh mình vẫn còn rất nhiều người xứng đáng để trao gợi trái tim. Nếu được giới thiệu cho một vài đối tượng nào đó thì được ai đó chủ động tiếp cận, bạn đừng nên vội vàng từ chối, hãy thử dành thời gian trò chuyện và gặp mặt trực tiếp đối phương, bạn sẽ nhận ra đối phương có nhiều ưu điểm, thậm chí có tiếng nói chung với mình. Tuy nhiên, với những người đã có đôi có cặp, bạn và người ấy được sống trong những tháng ngày ngọt ngào, người ấy luôn quan tâm chăm sóc cho bạn, khiến bạn luôn trở nên thoải mái mọi khi mệt mỏi trong công việc. Mối quan hệ của hai bạn là mẫu hình của rất nhiều người. Đôi khi vợ chồng bạn có thể xảy ra những cuộc tranh cãi. Xong, bạn biết hạ thấp cãi tôi của mình xuống, thông cảm và biết đặt mình vào vị trí của nửa kia nhiều hơn. Nhờ vậy mà việc giữ gìn hòa khí trong gia đình cũng chẳng còn khó khăn như trước nữa. 4. Luận về phương diện sức khỏe phương diện sức khỏe nhìn chung. Người tuổi thân không có gì đáng lo ngại trong tháng năm nay. Bạn cần nhắc nhở bản thân tiếp tục duy trì lối sống khoa học, ăn uống điều độ, rèn luyện vừa sức. Như vậy thì cơ thể sẽ luôn khỏe mạnh, bạn sẽ luôn có những năng lượng để bắt đầu ngày mới. Với những ai đang mắc bệnh thì tháng này sức khỏe của bạn cũng có những dấu hiệu cải thiện nhất định. Đây chính là dấu hiệu đáng mừng vì bạn đã luôn Nghe theo lời dặn dò từ bác sĩ, hãy yên tâm chữa trị rồi bạn sẽ khôi phục thể trạng như trước đây. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi thìn vào tháng 5 âm lịch năm 2023 như sau. Một tuổi nhâm thân sinh năm 1952, mệnh thủy, nam sao một đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết, nhiệt tình làm việc, nắm bắt cơ hội để gặt hái thành kích cao. Quý nhân phù trợ tuổi dần, tuổi tý, tiểu nhân, tuổi dậu, tuổi mùi, màu sắc may mắn, màu trắng, màu cam. 2. Tuổi Giáp thân sinh năm 1964, mệnh hỏa, nam sao Vân ở, nữ sao La Hầu, khẩu quyết. Bước đầu khởi nghiệp hãy tiếp tục cố gắng để thu hoạch trong tương lai. Quý nhân phù trợ tuổi dần, tuổi mùi, tiểu nhân, tuổi mão, tuổi hài, màu sắc may mắn, màu tím, màu đen. 3. Tuổi Bỉnh Thân sinh năm 1976, mệnh thổ, nam sao thủy diệu, nữ sao một đức, khẩu quyết, nhân duyên vượng được nhiều người yêu mến, hãy mở lòng mình. Quý nhân phù trợ tuổi giàu, tuổi hài, tiểu nhân, tuổi tỵ, tuổi mùi, màu sắc may mắn, màu hồng, màu vàng. 4 tuổi mậu thân, sinh năm 1988, mệnh mộc, nam sao mộc đức, nữ sao thủy diệu, khổ quyết, mạnh dạn thể hiện bản thân, bạn sẽ ghi điểm trong mắt mọi người. Quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mậu, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi mùi, màu sắc may mắn, màu vàng, màu nâu. Năm tuổi canh thân, sinh năm 2000, mệnh kim, nam sao phân hưởng, nữ sao la hầu, khẩu quyết. Vợ chồng luôn quan tâm, và lắng nghe nhau, khúc mắt không còn tồn tại. Quý nhân phù trợ, tuổi Hài tuổi mão, tiểu nhân, tuổi mùi, tuổi tỷ, màu sắc may mắn, màu hồng, màu đen. Tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 của người tuổi tỵ cơ hội ngập tràn, hãy mau nắm bắt. Xem tử vi tháng 5 âm lịch năm quỷ mão 2023 thấy rằng tháng 5 đem lại cả nhiều điều may mắn cho người tuổi tỵ trên phương diện của cuộc sống. Còn giáp này nên nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội đến với mình nếu như muốn cuộc sống bước thêm một trang mới. Tam hội phù trợ, còn giáp này xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hoa. bạn thậm chí gặp gỡ được quý nhân và được giới thiệu cho những cơ hội phát triển đáng quý. Nếu bạn có thể thể hiện được điểm mạnh của bản thân thì cơ hội thăng tiến gần ngay trước mắt Tất nhiên, để gặt hái được thành công thì bạn vẫn sẽ cần phải bỏ công bỏ sức ra làm việc. Tình hình tài chính cũng có những bước chuyển mình đáng kể, nhờ vậy mà bạn không cần phải quá lo lắng tới chuyện chi tiêu như trước đây. Còn giáp này tạo dựng được lòng tin với khách hàng nên lượng khách đổ về mua hàng ngày một đồng đúc. Ngoài ra, bạn cũng phát hiện ra được điểm mạnh của mình để có thể phát triển đúng định hướng phương diện tình cảm cũng có nhiều các tên chủ đào hoa xuất hiện người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ các đối tượng triển vọng thêm vào đó bạn còn rất cởi mở và thân thiện vì vậy bạn dễ gây được thiện cảm với những người khác ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên tuy nhiên với những ai đã lập gia đình thì bạn nên chú ý giữ khoảng cách với người khác Xem tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 của người tuổi Tỵ luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Tháng 5 âm lịch tức tháng Mậu Ngọ thấy rằng sự nghiệp của người tuổi Tỵ có cơ hội bước sang trang mới. Nếu bạn có thể nắm bắt được thời điểm thích hợp để khẳng định bản thân thì khả năng được cất nhắc là rất cao Tam hội chiếu mệnh các mối quan hệ xã giao thuận lợi giúp bạn gặp gỡ được quý nhân, thậm chí đối phương còn là người bạn đã quen biết từ trước đó. Người này sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội công việc rất chuyển vọng. Nếu giảm nắm bắt và chịu bỏ công bỏ sức làm việc thì ác gặt được thành công. Người trẻ tuổi cũng dần dần tìm ra định hướng công việc của mình. Nhờ đó, bạn không còn cố gắng một mình mà vô mục đích nữa cũng nhờ việc xác định rõ ràng mục tiêu bạn làm gì cũng thấy rất hăng hái và tích cực hơn đồng thời thấy rõ hiệu quả trong những việc mình làm với những người tham gia học hành thi cử bạn rất thông minh và ham học hỏi nên dễ nhận được sự yêu mến của thầy cô giáo có người thậm chí còn đạt được học bổng với những ai đi thi tuyển xin việc bạn cũng dễ dàng gây ấn tượng với giám khảo hoặc nhà tuyển dụng nhờ khả năng giao tiếp khéo léo hấp dẫn của mình. 2. Luận về phương diện tài chính Bước sang tháng năm âm lịch, người tủ tị không cần phải quá lo lắng về những chuyện tài chính trong tháng này. Vì có nhiều cơ hội xuất hiện ngay trước mắt, bạn chỉ cần nhanh chóng nắm bắt và cố gắng thì ắt sẽ thu tiền về đầy tuổi. Tam hợp xuất hiện, con giáp này sẽ không gặp những sự cạnh tranh quá gay gắt trong tháng 5 âm lịch này. Thậm chí dù có đối thủ thì họ cũng thúc đẩy bạn phát triển mạnh mẽ hơn. Thêm vào đó, nhờ có mỗi quan hệ xã giao hoài hoa mà bạn dễ được giới thiệu cho những cơ hội kinh doanh hoặc định hưởng chính xác khiến bạn không cần phải tiêu tốn quá nhiều công sức mà vẫn có thể kiểm về nguồn lợi nhuận ổn định. Với những ai làm ăn buôn bản nhỏ lẻ, bạn gây ấn tượng tốt với khách hàng, nhờ giữ được trực tính cũng như khả năng giao tiếp khéo léo. Ai từng mua hàng của bạn cũng đều cảm thấy hài lòng và sẵn sàng quay lại vào những lần sau. Người làm công ăn lương được lâm quan giúp đỡ, bạn khẳng định được giá trị của bản thân. Trong tập thể nên được cấp trên đánh giá cao khả năng thăng chức tăng lương trong tháng cũng rất lớn. Vì thế mà tổ tiên của bạn sẽ luôn trủng rỉnh. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Theo tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 của 12 con giáp cho biết, con đường tình duyên của người tuổi tỵ cực kỳ hành thông bởi bạn rất được các tinh chủ đào hoa chiếu mệnh. Thậm chí, bạn không cần phải chủ động cũng sẽ có người tìm tới làm quen, xây dựng quan hệ với bạn. Bạn thường được người thân thiết, bạn bè giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Bạn và đối phương có thể thử trò chuyện cởi mở với nhau, rất có thể bạn sẽ nhận ra hai người có điểm chung nào đấy. Các tình Thái Dương và Thiên Diêu xuất hiện từ bản thân bạn cũng rất tỏa sáng thu hút được sự chú ý của mọi người xung quanh. Tất nhiên, đào hoa là dấu hiệu tốt đẹp dự báo cơ hội thoát cảnh độc thân. Xong, bạn đừng vì thế mà trở nên trăng hoa, giữ mối quan hệ mập mờ với nhiều người cùng một lúc. Với những ai đã lập gia đình thì cần chú ý giữ khoảng cách với những người xung quanh, trở nên buông thả theo những thú vui nhất thời. Trước khi làm việc gì bạn cần cân nhắc đến gia đình, người thân, thậm chí là cả sự nghiệp và danh tiếng của mình. Đừng để những điều mình tổn công xây đắp suốt khoảng thời gian vừa qua trở nên uổng phí. Ngược lại, bạn nên có cái cách để tận dụng các mối quan hệ trên để giúp ích cho mình, cho họ, khiến sự nghiệp càng thêm phần hành thông. 4. Luận về phương diện sức khỏe Vấn đề sức khỏe cũng không có gì để lo đổi với người tuổi tỵ. Bạn có cơ hội thể hiện năng lực của mình, nhưng cơ thể khỏe mạnh cũng như tâm trí lạc quan tích cực. Vì vậy mà bạn luôn sẵn sàng tham gia vào các cuộc hoạt động đối diện với các thách thức. Tháng nay, bản mệnh có thể sẽ phải tham gia nhiều hoạt động xã giao, vì thể hãy luôn cân nhắc bản thân hạn chế uống rượu bia ít ăn đồ nhiều dầu mỡ không điều khiển được phương tiện giao thông tỉnh táo để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra cẩm nang vững vận cho từng tuổi tỵ vào tháng 5 âm lịch năm 2023 như sau một tuổi quỷ tỵ sinh năm 1953 mệnh thủy nam sao thái âm nữ sao thái bạch khẩu quyết quan hệ xã giao thuận lợi có cơ hội gặp gỡ quý nhân quý nhân phù trợ tuổi hợi tuổi thân tiểu nhân tuổi mão tuổi môi, màu sắc may mắn màu xanh lá màu đen hai tuổi ất tỵ sinh năm 1965 mệnh hỏa nam sao thái dương nữ sao thổ tú khẩu quyết hãy nắm bắt cơ hội và không ngừng cố gắng bạn sẽ thành công quý nhân phù trợ tuổi hợi tuổi ngọ tiểu nhân tuổi thân tuổi dậu màu sắc may mắn màu hồng màu tím ba tuổi Tinh Tỵ sinh năm 1977 mệnh thổ nam sao thổ tủ nữ sao phân hận khẩu quyết tài chỉnh khởi sắc tìm kiếm được cơ hội làm ăn triển vọng quý nhân phù trợ tuổi sổ tuổi mão tiểu nhân tuổi môi tuổi thân màu sắc may mắn màu trắng màu đỏ bốn tuổi kỷ tỵ sinh năm 1989 mệnh mộc nam sao thái âm nữ sao thái bạch Khẩu quyết, đào hoa nở rộ nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh. Quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi dân, tuổi hại, màu sắc may mắn, màu cam, màu đen. Năm tuổi tân tỵ sinh năm 2001, mệnh kim, nam sao thái dương, nữ sao thổ tú, khẩu quyết, hãy chú ý giữ khoảng cách với người khác, quan tâm tới người thân trong nhà. Quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi mùi, tiểu nhân, tuổi giàu, tuổi ngọ, màu sắc may mắn màu trắng, màu đen. Tự về tháng 5 âm lịch năm 2023 của người tuổi Ngọ, hùng cát song hành. Trở nên nóng nại. Bước sang tháng 5 âm lịch đối với người tuổi Ngọ phải đối diện với những khó khăn kèm theo những thách thức. Song, như vậy không có nghĩa là bạn không có cơ hội để vươn lên tháng này thành công hay thất bại phần lớn phụ thuộc vào hành động của chính bạn trên phương diện sự nghiệp có tự hình tác động bản mệnh thường xuyên nóng nảy thích khiêu khích người khác con giáp người tuổi ngọ cần phải ý thức được vai trò và vị thế của mình đừng coi mình là người tài giỏi nhất mà tỏ ra coi thường người khác nếu bạn không biết mình đang đứng ở vị trí nào thì bạn sẽ không tìm được hướng đi chính xác cho mình, đồng thời mãi dậm chân tại chỗ. Phương diện tài lộc của những chú ngựa cũng chưa có những dấu hiệu phát triển tích cực. Bạn mệnh cần phải kiểm chứng thông tin kỹ càng trước khi đưa ra các quyết định làm ăn kinh doanh, nếu không dễ rơi vào cái bẫy của kẻ xấu gian sẵn. Bên cạnh đó, nếu các dự án của bạn bị nhiều người phản đối thì bạn cần bình tĩnh lại để cân nhắc cho nên cứng đầu cẩn cổ làm mọi việc theo ý của mình. Về phương diện tình cảm cũng có điều mà bản mệnh cần phải lưu ý, trở nên chúc nhận áp lực lên người tâm đầu ý hợp với mình, tốt nhất hãy tâm sự, trao đổi mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết. Đối phương là một người đứng phía sau ủng hộ bạn hết mình có thể nửa kia sẽ đưa ra cho bạn những góp ý hữu ích giúp bạn vượt qua những khó khăn hiện tại. Xem tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 của người tuổi ngọ luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện, công danh, sự nghiệp Không có thành công nào đến với những chú ngựa một cách dễ dàng vào tháng mộng ngọ này. Vì thể ngay từ bây giờ, bạn cần phải tự cổ vũ, động viên bản thân liên tục cố gắng. Thẳng không kêu, bại không nản. Như vậy mới có thể nhìn thấy ánh sáng ở cuối con đường hầm. Dưới tác động của cục diện tự hình, dường như bạn đang trở nên quá hiếu thẳng. Lúc nào cũng muốn trở thành người đứng đầu nên không ý thức được tình hình thực tế cũng như khả năng của bản thân. Tử vi tháng 5 âm lịch cho thấy đây là thời điểm để bạn bước chậm lại bình tĩnh hơn để có thể đưa ra những đánh giá chính xác khách quan về mọi vấn đề đặc biệt bạn cần phải khiêm tốn để có thể nhìn nhận học hỏi được cái hay của người khác trở nên tự cho mình là nhất thích làm mọi việc một mình và thường xuyên bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ hoặc giải bảo của người khác trên thực tế bạn vốn cũng có những điểm mạnh của riêng mình các tình để vượng và hữu bật cho thấy bạn luôn có cơ hội để gặt hải những thành công. Cốt yếu là bạn phát triển đúng theo thế mạnh của mình, không sợ gian nan vất vả. Thêm vào đó, hãy hành xử cho phải phép, như vậy bạn mới có thể gây ấn tượng tốt đẹp cho mọi người xung quanh. Đặc biệt, nếu lọt vào mắt xanh của quý nhân thì đối phương sẽ chỉ cho bạn hướng đi để khắc phục những khó khăn. 2 luận về phương diện tài chính. Tình hình tài chính của con giáp này cũng chưa có những dấu hiệu phát triển tích cực trong thời điểm này. Bạn có cách hành sự khá cực đoan, thích gây thù trút oán với người khác, lại thêm cách làm việc thiếu kiên nhẫn nên các kế hoạch dễ gặp trục trặc, thậm chí bỏ dở giữa chân. Bạn cần từ bỏ thói hiểu thẳng của mình để nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan hơn đừng để bản thân bị người khác khiêu khích dẫn đến việc đưa ra những quyết định nông nổi và sai lầm hãy đi theo đúng những định hướng mà mình đã đặt ra từ trước đừng vì một vài câu kích tưởng của người khác mà thay đổi hướng đi chọn những phương án làm việc không phù hợp với mình ngoài ra không có con đường làm giàu nào là dễ dàng và bằng phẳng bạn cần phải kiên nhẫn hơn dù là đối diện với khó khăn Hãy coi đây là cơ hội để rèn luyện bản thân, bởi biết đâu trải qua những khó khăn này, bạn sẽ còn phát hiện ra những khía cạnh mới của bản thân, đồng thời tìm thấy con đường mới để làm giàu. Các tinh để vượng và hữu bậc cũng sẽ giúp cho công cuộc làm giàu của bạn mệnh bớt phần hung hiểm hãy luôn nhắc nhở mình không ngừng cố gắng bằng chỉnh sức mình, đừng nghĩ tới việc lợi dụng người khác, như vậy thì việc khó tới đâu cũng dần dần có cách giải quyết. 3. Luận về phương diện tình duyên Phương diện tình cảm của người tuổi ngọ vào tháng 5 âm lịch này nhìn chung khá ảm đạm bạn cần xem lại cách hành sự của bản thân với mọi người, đừng tổn thương người khác bằng những hành động nóng nảy và vô ý của mình. Còn giáp này cần chú ý không trước những cơn nóng giận bực tức của mình phải triệu ngoài xã hội lên đầu những người thân trong nhà. Người nhà là những người gần gũi, thân thiết và đảng quỷ trọng nhất đối với bạn. Vì thế hãy luôn cư xử làm sao để không ai phải đau buồn. Thay vì việc nóng nảy, đã thủng đụng bia. Còn giáp này hãy thử tâm sự những vấn đề khiến mình khó xử với mọi người. Chắc chắn việc này sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Đồng thời, người nhà cũng có thể đưa ra cho bạn những gợi ý giúp bạn tìm ra phương hướng giải quyết được khó khăn. Với người còn độc thân, con giáp người tuổi ngọ cũng cần chú ý hơn trong cách hành xử, đừng hiểu thẳng cực đoan sẽ gây ấn tượng không tốt đẹp với người khác. Bên cạnh đó bạn cũng cần nhắc nhở mình cẩn trọng không nên dễ tin người bởi có thể sẽ có kẻ cổ tình dùng lời ngon tiếng ngọt để tản tỉnh bạn hồng chiếm một lợi ích gì đó từ bạn đấy. 4. Luận về phương diện, sức khỏe, thái tuệ hung tinh gây hại cho sức khỏe của người tuổi ngọ đặc biệt là với những ai phải thường xuyên di chuyển hay xuất hành đi xa vì thế bạn cần phải chú ý khi tham gia giao thông không làm việc khi đang mệt mỏi nếu không dễ xảy ra những sự cố đáng tiếc tháng nay bản mệnh phải chịu đựng nhiều áp lực cho sự nghiệp và tình cảm mang lại khiến tinh thần căng thẳng cơ thể mệt mỏi Tốt nhất bạn nên ra ngoài hít thở không khí nhiều hơn, tâm sự với những người đáng tin cậy, đồng thời dành thời gian để rèn luyện sức khỏe. Có như vậy thì bạn mới duy trì được tâm trạng và tâm lý cân bằng, không rơi vào cảnh chết. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi ngọ vào tháng 5 âm lịch năm 2023 như sau một tuổi giáp ngọ sinh năm 1954 mệnh kim nam sao kế đô nữ sao thái dương khẩu quyết tính tình nóng nảy hiếu thẳng dễ mắc phải những rắc rối trong công việc quý nhân phù trợ tuổi hoài, tuổi mão tiểu nhân tuổi tỵ tuổi thân màu sắc may mắn màu nâu màu đỏ hai tuổi bính ngọ sinh năm 1966 mệnh thủy nam sao thái bạch nữ sao thái âm khẩu quyết hãy học cách lắng nghe người khác nhiều hơn trở khăng khăng làm theo ý mình quý nhân phù trợ tuổi giàu tuổi thân tiểu nhân tuổi hoài, tuổi dân màu sắc may mắn màu hồng màu cam ba tuổi mậu ngọ sinh năm 1978 mệnh hỏa nam sao la hầu nữ sao kế đô khẩu quyết chuyện hợp tác làm ăn khó khăn dễ gặp cạnh tranh với đối thủ Quý nhân phù trợ tuổi dần, tuổi sổ, tiểu nhân, tuổi mão, tuổi tỵ, màu sắc may mắn màu đỏ, màu đen. 4. Tuổi canh ngọ sinh năm 1990, mệnh thổ, nam sao kế đô, nữ sao thái dương, khẩu quyết, không nên chúc giận lên đầu người thân, hãy tâm sự với mọi người. Quý nhân phù trợ tuổi giàu, tuổi tỵ, tiểu nhân, tuổi thìn, tuổi dần, màu sắc may mắn màu hồng, màu tím. 5 tuổi nhâm ngọ sau năm 2002 mệnh mộc năm sao thái bạch nữ sao thái âm khẩu quyết trở tin theo lời ngon tiếng ngọt của kẻ khác hãy có cách nhìn người chính xác hơn quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi dậu tiểu nhân tuổi dần tuổi hợi màu sắc may mắn màu nâu màu trắng tử vi tháng năm âm lịch năm 2023 của người tuổi mùi Cơ mai gõ cửa hãy chủ động nắm bắt Xem tử vi tháng 5 âm lịch năm quỷ mạo của 12 con giáp cho thấy Đối với người tuổi mùi trong tháng 5 âm lịch này nhìn chung sẽ gặp khá nhiều điều may mắn Còn giáp này nên tin tưởng vào bản thân và chủ động nắm bắt các cơ hội Trở nên để những lo âu, muộn phiền, tự ti khiến mình lùi bước được nhi học, trợ vận, đây là thời điểm thích hợp để bạn mệnh hợp tác với bạn bè, đồng nghiệp. Nhờ có sự đoàn kết nhất trí giữa mọi người mà công việc sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, nhân duyên hài hòa còn giúp cho bạn có cơ hội gặp được quỹ nhân, được quỹ nhân chỉ ra hướng đi mới cho sự nghiệp của mình chuyện hợp tác làm ăn cũng sẽ đem tới nhiều lợi ích cho bản mệnh. Bạn có thể làm quen với nhiều đối tượng, đối tác, khách hàng triển vọng, giúp bạn kiếm được tiền về trong túi. Nếu có ý tưởng kinh doanh nào mới thì bạn nên mạnh dạn triển khai. Dù có thể bạn sẽ phải vất vả nhiều hơn, lo âu nhiều hơn, song tương lai rất triển vọng phương diện tình duyên cũng khởi sắc vào tháng năm âm lịch này được bách việt chiếu mệnh những chủ dê trở nên nổi bật trong mắt mọi người xung quanh người độc thân dễ nhận được lời bày tỏ hoặc ngỏ ý làm quen từ những người khác giới còn giáp này nên mở lòng mình và thử cho một người nào đó có cơ hội xem như thế nào xem tử vi tháng năm âm lịch năm 2023 của người tuổi mùi luận về các phương diện trong cuộc sống. Một Luận về phương diện công danh sự nghiệp được nhị học nâng đỡ, sự nghiệp của những chủ dê có cơ hội bước sang trang mới. Bản mệnh cần tự tin hơn để có thể nắm chắc các cơ hội xuất hiện trước mắt khiến người khác phải nhìn bạn bằng con mắt khác xưa. Tháng nay, bản mệnh xây dựng được quan hệ xã giao hài hòa nên làm việc gì cũng có người giúp đỡ chỉ điểm. Với những công việc nhóm đòi hỏi hợp tác, bạn và đồng nghiệp làm việc một cách ăn ý với nhau, khiến cho những nhiệm vụ tưởng chừng khó khăn cũng được giải quyết nhanh chóng. Tử vi tháng năm âm lịch này còn cho thấy có nhiều cơ hội gặp gỡ quý nhân đối với người tuổi mùi ở thời điểm này. Đối phương có thể chỉ ra cho bạn những điểm yếu để bạn nhanh chóng khắc phục hoặc chỉ ra những hướng đi mới để bạn rèn luyện bản thân phát triển theo hướng mới triển vòng hơn. Còn giáp này cần phải khắc phục là tỉnh hay lo nghĩ nhiều. Dưới ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm suy, bạn thường suy nghĩ quá bi quan khi đối diện với các rắc rối bất ngờ. Hãy tin tưởng vào bản thân nhiều hơn. Bạn vốn là người có tài, đừng vội vàng bỏ cuộc. Hãy coi khó khăn là cơ hội truyền luyện bản thân, để mình ngày càng trở nên xuất sắc hơn. 2. Luận về phương diện tài chính Tuổi tiền của những chú dê cũng có nhiều cơ hội cải thiện trong khoảng thời gian tháng 5 âm lịch này. Vì thế, bạn cần nhanh chóng nắm lấy thời cơ để vượt lên trên các đối thủ khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Với người làm ăn kinh doanh, đây là thời điểm rất thích hợp để bạn đưa ra các quyết định hợp tác làm ăn. Nếu có đối tác khách hàng nào triển vọng thì bạn nên nhanh chóng ký kết hợp đồng ngay, đừng bỏ lỡ cơ hội tốt vào tay người khác. Nếu đã chuẩn bị đầy đủ các yếu tố nhân lực và vật lực thì bạn vẫn có thể xem xét việc mở rộng quy mô làm ăn, quy mô sản xuất. Tất nhiên, để có thể đạt được mục tiêu đã đề ra thì bạn sẽ phải khá vất vả đấy. Song, mồ hôi công sức sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Người làm công ăn lương cũng hứa hẹn sẽ nhận được một khoản thưởng nóng kha khá vì những thành tích tốt trong công việc. Đây chính là lời tuyên dương khen thưởng của lãnh đạo đối với bạn khiến bạn có thêm nhiệt huyết khi làm việc. Dự tác động của nguyệt lệnh lâm suy và hung tinh thiên nguyệt, đôi khi bản mệnh sẽ thấy mệt mỏi, bất an. Xong, bạn không nên hướng những suy nghĩ của mình theo hướng bi quan. Bạn có thể trao đổi tâm sự với những người đáng tin cậy để được rỡ rỗi, tìm lại lòng tin cho chính mình. 3. Luận về phương diện Tình cảm gia đạo Xem tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 cho thấy Bản mệnh người tuổi môi có thể xác định tinh thần sẽ được nhận nhiều tin vui liên quan tới chuyện tình cảm Dưới tác động tích cực của cuộc diện nhị hợp cũng như các tin chủ đào hoa bách việt Còn giáp này sẽ nhanh chóng tìm thấy người ưng ý Người độc thân có thể nhiệt tình tham gia các hoạt động tụ tập xã giao trong thời điểm này. Bạn là người có mặt tính rất thu hút, vì thế mà chẳng lo, chẳng ngại khi tiếp xúc với nhiều người. Sẽ có rất nhiều lời ngỏ ý làm quen hoặc bày tỏ từ người khác giới đối với bạn. Còn dắp này, đào hoa tới mức có thể gặp được người phù hợp với mình ở những nơi không ngờ tới nhất Hai người chỉ vô tình gặp gỡ mà đã như quen thân, khi nói chuyện cũng có những quan điểm trung hợp Cứ thể đôi bên sinh ra là để dành cho nhau vậy Còn đổi với các cặp vợ chồng, quan hệ giữa hai bạn thiên về bình ổn hơn là vững chắc Đôi bên biết trân trọng, bao dung cho nhau nên chẳng bao giờ so đo, tỉnh toán những chuyện nhỏ nhặt. Cũng nhờ có đối phương, bạn cảm thấy dũng cảm mạnh mẽ hơn khi đối diện với những khó khăn, thách thức trong cuộc sống. 4. Luận về phương diện sức khỏe Công việc liên tục có những bước phát triển mới có thể khiến cho con giáp người tuổi mùi phải bùng ba vất vả nhiều hơn khoảng thời gian trước đó. Vì vậy, bạn càng cần phải chú ý tới sức khỏe của chính mình, tránh làm việc quá sức kẹo đổ bệnh. Dù công việc có bổn bề thế nào, bạn cũng cần phải ăn uống, ngủ nghỉ đúng giấc, đúng giờ. Nếu có thời gian rảnh, hãy tham gia các hoạt động thể thao để cơ thể luôn được khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Khi bạn có những suy nghĩ bi quan, tiêu cực, hãy tâm sự với mọi người xung quanh để được giúp đỡ và cảm thấy nhẹ nhõm hơn cho nên giữ mọi chuyện trong lòng, đẩy mình vào căng thẳng không cần thiết. Cảm nang vượng vận cho từng tuổi mùi vào tháng 5 âm lịch năm 2023 như sau. Một Tuổi ất mùi sinh năm 1955 mệnh kim. Nam sao vần hỡn, nữ sao la hầu, khổ quyết, xã giao hài hoa, công việc sung sẻ có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Quý nhân phù trợ tuổi mạo, tuổi hài, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi tuất, màu sắc may mắn, màu vàng, màu nâu. 2. Tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, mệnh thủy. Nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết, thích hợp ký kết hợp đồng, quen được đối tác và khách hàng triển vọng. Quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi ngọ, tiểu nhân, tuổi tuất, tuổi thân, màu sắc may mắn, màu xanh, màu trắng. 3 tuổi kỷ mùi sinh năm 1979. Mệnh hỏa Nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết Không nên suy nghĩ bi quan hãy trao đổi với mọi người xung quanh để được giải tỏa. Quý nhân phù trợ, tuổi tỵ tuổi hài, tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi sủ, màu sắc may mắn, màu cam, màu xám. 4. Tuổi tân mùi sinh năm 1991, mệnh thổ, nam sao phân hở nữ sao la hầu khẩu quyết vợ chồng hòa thuận biết bao dung và cổ vũ nhau trong cuộc sống quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi mão tiểu nhân tuổi thìn tuổi tý màu sắc may mắn màu nâu màu cà phê năm tuổi quỷ môi sinh năm 2003 mệnh mộc nam sao thủy diệu nữ sao mộc đức khẩu quyết nhận được sự yêu mến của nhiều người, trở thành tâm điểm của đám đông. Quý nhân phù trợ tuổi tỵ, tuổi mão, tiểu nhân tuổi sửu, tuổi tuất, màu sắc may mắn màu đen, màu xanh. Tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 của người tuổi thân khó khăn dồn dập vận trình sụn dốc. Xem tử vi tháng 5 âm lịch năm quý mão 2023 của người tuổi thân thấy rằng con giáp này sẽ gặp nhiều rắc rối khó khăn đòi hỏi bạn phải thật sự cố gắng vươn lên trở nên nghĩ tới việc bỏ dở giữa chân nếu bạn bỏ cuộc thì công lao từ trước đến nay đều đổ sông đổ biển dưới ảnh hưởng của sao bệnh con giáp này thường xuyên cảm thấy mệt mỏi không có tinh thần làm việc thái độ làm việc đối phó lơ là có thể khiến cho bạn mắc phải những loại sai lầm đáng tiếc. Hãy nghiêm khắc hơn với bản thân mình, đồng thời nếu cảm thấy việc nào vượt quá khả năng của mình thì nên chủ động nhờ tới sự giúp đỡ của người khác để nhanh chóng giải quyết trở nên âm thầm lặng lẽ cho qua đi. Làm việc cũng phải vướng nhiều khó khăn nên bạn thường xuyên dặm chân tại chỗ với các đối thủ. Công việc làm ăn của bạn khiến các nguồn khoản lãi lời vẫn không được như xưa. Lượng khách hàng cũng có dấu hiệu giảm sút. Vì thế, còn giáp này còn dạy phải tốn nhiều tiền cho các hoạt động như thuốc men, khám chữa bệnh, khiến cho khoản tiền vốn đã eo hẹp lại càng eo hẹp hơn. Chuyện tình cảm cũng không có nhiều khởi sắc vào thời điểm tháng mậu ngọ này. Thậm chí rơi vào cảnh ảm đạm, Vợ chồng bạn chỉ quan tâm tới việc của mình, không quan tâm tới nhau nên mỗi quan hệ ngày càng lạnh nhạt. Nếu không biết trân trọng những gì mình đang có và tìm cách hàn gắn thì tương lai bạn sẽ phải rất hỏi tiếc đấy. Xem tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 của người tuổi thân luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp tháng năm âm lịch thấy rằng con giáp này sẽ gặp nhiều khó khăn khúc mắc sẽ đến nguyên nhân chủ yếu lại đến từ chính bản thân bạn do sao bệnh chiếu mệnh bản mệnh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi không có ý muốn bắt tay vào bất cứ việc gì sức khỏe suy giảm khiến bạn khó có thể tập trung vào nhiệm vụ đầu óc bạn thường xuyên lơ đảng nghĩ tới việc tiêu cực bi quan vì thể mà bạn dễ phạm phải những sai lầm không đáng có khiến lãnh đạo không hài lòng. Bên cạnh đó còn giáp này lại thường thu mình vào thế giới riêng, không chịu chủ động hợp tác với người khác, khiến công việc vốn đã khó giải quyết lại càng trở nên rất rỗi hơn. Nếu bạn không nhanh chóng sửa được tỉnh xấu này thì bạn rất khó chạm tay vào cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên, tháng 5 âm lịch này vẫn nhận được ít nhiều tác động tích cực của các tên tả phù và nguyệt mã mang lại. Chỉ cần bạn sóc lại tinh thần, chịu cố gắng làm việc và nghĩ các giải pháp để giải quyết vấn đề trước mắt thì cơ hội bứt phá vẫn là rất cao. Bạn càng chăm chỉ, chịu khó di chuyển, mạnh dạn thể hiện khả năng bao nhiêu thì càng dễ đạt được thành công bấy nhiêu. 2 luận về phương diện tài chính. Bước sang tháng 5 âm lịch, tình hình ta lọc của người tụ thân khó có chuyển biến tích cực. Còn giáp này cần phải chú ý trong các hoạt động chi tiêu cũng như đầu tư nếu không dễ rơi vào cảnh trắng tay phải vay mượn người khác. Thời điểm này bạn không mấy tập trung vào sự nghiệp của mình mà thường xuyên lơ đạn nên dễ dặm chân sơn so với đối thủ. Thậm chí khi có cơ hội xuất hiện trước mắt, bạn cũng quá thờ ơ hoặc tự ti mà để cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Sao thiên cẩu cũng khiến cho bạn phải đối mặt với nhiều đối thủ đáng gom trên thị trường. Hãy cẩn thận trước những chiêu trò lừa đảo của đối phương. Trước khi đưa ra quyết định gì, cần phải kiểm chứng thông tin rõ ràng, chở cả tin mà rơi vào cãi bẫy. Tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 của người tuổi thân thấy rằng tháng này sức khỏe suy giảm cũng khiến cho bản mệnh phải tốn thêm một khoản tiền khám chữa bệnh. Vì thế hãy có cách chi tiêu hợp lý cho các nhu cầu thiết yếu hàng ngày, đồng thời luôn giữ một khoản dự phòng để đề phòng những sự cố bất ngờ có thể xảy ra. Muốn giảm bớt những tác hại mà hung tinh đem lại, tả phù và nguyệt mã khuyên bạn nên mở rộng mối quan hệ với mọi người xung quanh và chú ý khi hành xử. Nếu bạn không gây thù trúc án với người khác, lại luôn cố gắng vì mục tiêu của mình, thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ phát hiện thấy ánh sáng cuối con đường hầm. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Còn giáp người tuổi thân cũng phải đối diện với nhiều chuyện buồn trên phương diện tình cảm của mình. Mỗi quan hệ giữa bạn và người ấy ngày càng xa cách là một dấu hiệu đáng báo động mà bạn cần nhanh chóng tìm lại cách hóa giải ngay. Dù sống trong một nhà nhưng dường như bạn và người ấy càng ngày càng thiểu quan tâm tới nhau hơn. Ai cũng chỉ lo việc của mình không quan tâm tới đối phương để các chủ đề nói chuyện càng đi ít ỏi đi nhiều. Thậm chí có người còn rơi vào cảnh đồng sàng chỉ mộng. Có thể thấy rằng đây là cơ hội rất tốt để cho kẻ thứ ba có thể chen chân. Do đó, nếu vẫn còn quý trọng gia đình, quý trọng những điều mình đang có thì bạn cần trò chuyện với người ấy ngay. Có thể giữa hai người chỉ đang tồn tại một khúc mắt cần được thảo gỡ mà thôi. Còn đối với người độc thân, chịu quá nhiều vất vả và mệt mỏi trong cuộc sống nên bạn không còn muốn dành thời gian cho bất cứ người nào khác. Vì bạn đã khép cửa trái tim mình nên dù có đối tượng chủ động đến làm quen, bạn cũng thường tìm cách từ chối ngay lập tức. 4. Luận về phương diện sức khỏe Dưới tác động của nguyệt lệnh làm bệnh, tình hình sức khỏe của người tuổi thân không được như trước bạn thường xuyên đau yếu, kém ăn, kém ngủ, thiếu thời gian nghỉ ngơi, khiến cơ thể suy nhược toàn diện. Có thể bạn sẽ không mắc phải những căn bệnh quá nặng trong tháng 5 âm lịch này. Xong, suy nghĩ bi quan khiến bạn luôn cảm thấy ủ rũ và mệt mỏi. Bạn cần tìm ra động lực cho bản thân để thoát khỏi tình trạng này, cho để bản thân chìm đắm trong những điều không nên. Nếu cảm thấy cơ thể không khỏe, bạn nên lập tức đi khám chữa trị ngay. chở cố gắng chịu đựng, kẹo bệnh tình ngày càng trở nặng. Trong cuộc sống hàng ngày hãy nhớ sinh hoạt điều độ, suy nghĩ lạc quan, vận động hợp lý để cải thiện sức khỏe cho mình. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi thân vào tháng 5 âm lịch năm 2023 như sau: 1. Tuổi bình thân, sinh năm 1956, mệnh hỏa, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết, tinh thần ủ rũ, lơ là trong công việc, dạy mắc các loại sai. Quý nhân phù trợ, tuổi mão tuổi thân, tiểu nhân, tuổi tuất tuổi ngọ, màu sắc may mắn, màu xanh, màu nâu. 2. Tuổi mậu thân, sinh năm 1968, mệnh thổ, nam sao Thổ Tú, nữ sao Phân Hận, khẩu quyết, dạy bỏ lỡ các cơ hội tình hình tài chính chưa có nhiều cải thiện. Quý nhân phù trợ, tuổi môi, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi sủ, tuổi mão, màu sắc may mắn, màu vàng, màu hồng. 3. Tuổi canh thân, sinh năm 1980, mệnh mộc, nam sao thái âm, nữ sao thái bạch, khẩu quyết, cẩn thận đối thủ cạnh tranh, chú ý trong việc chi tiêu và đầu tư. Quý nhân phù trợ, tuổi hài, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi tuất, tuổi dậu, màu sắc may mắn, màu tím, màu trắng. 4. Tuổi nhâm thân, sinh năm 1992, mệnh kim. Nam sao thái dương, nữ sao thổ tố, khẩu quyết. Cuộc sống nhiều áp lực, mệt mỏi, không muốn mở lòng với người khác. Quý nhân phù trợ, tuổi môi, tuổi tỵ tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi sủ, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu đen. 5. Tuổi giáp thân, sinh năm 2004, mệnh thủy, năm sao thổ tủ, nữ sao phân hận khẩu quyết, quan hệ vợ chồng xa cách cần nhanh chóng hóa giải các khúc mắc. Quý nhân phù trợ tuổi ngọ, tuổi hợi, tiểu nhân tuổi tý, tuổi mùi, màu sắc may mắn màu vàng, màu đen. Tử vi tháng năm âm lịch năm 2023 đối với người tuổi dậu suy nghĩ bi quan, vận trình ảm đạm, Tử vi tháng 5 âm lịch của 12 con giáp thấy rằng vận trình của người tuổi dậu nhìn chung khá trầm lắng, chủ yếu là do tinh thần của bạn thiếu tập trung, thiếu hăng hải, thường hay suy nghĩ tiêu cực nên không dám thử thách bản thân. Dưới tác động của nguyệt lệnh lâm tử, sự nghiệp khó có thể đạt được những bước tiến triển lớn, thậm chí bạn còn phải tìm cách để thường xuyên kích lệ bản thân đừng vì khó khăn nhất thời mà tới nghĩ tới việc bỏ dở giữa chân. Nếu có công việc nào vượt quá khả năng giải quyết, bạn cũng có thể xin sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh, không nên một mình ôm hết mọi vấn đề. Phương diện tài lộc nhìn chung cũng chưa có bước phát triển đáng kể, còn dắp này cần cố gắng hoàn thành cho tốt các dự án còn đang gian dở, như vậy thì bạn mới đảm bảo được mức thu nhập ổn định. Còn nếu bỏ dở giữa chân, bạn vừa tổn công sức lại vừa uổng phí những khoản đầu tư đã bỏ ra từ trước đó. Theo tử vi tháng 5 âm lịch năm quỷ mão thấy rằng, ngũ hành tương khắc cũng đem tới nhiều tác động tiêu cực cho vận trình tình cảm của những chú ga. Bạn và người ấy ngày một lạnh nhạt với nhau. Nếu các quan điểm bất đồng không được giải quyết nhanh chóng, khoảng cách đôi bên sẽ ngày một xa xôi hơn. Nếu còn quý trọng những gì mình đang có, bạn nên chủ động và hạ cải to xuống và tìm cách trò chuyện với nửa kia của mình. Xem tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 của người tuổi dậu luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp nếu người tuổi dậu cử mãi giữ những suy nghĩ bi quan tiêu cực thì việc tưởng chừng đơn giản cũng sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Vì thế trong tháng 5 âm lịch này, những chú gà cần cố gắng vượt qua những thất bại không mong muốn, luôn suy nghĩ tích cực để có thể hướng tới tương lai. Nguyệt lệnh lâm tử khiến cho nhiều công việc của bản mệnh đều gặp phải những sự cố bất ngờ. Bạn hãy nghiêm túc và bình tĩnh để tìm ra hướng giải quyết phù hợp. Bạn vốn là người có tài, chỉ cần bạn thật sự cố gắng thì không việc gì là không thể giải quyết. Ngoài ra, bạn cũng cần hạn chế suy diễn là phức tạp hóa vấn đề. Hãy học cách đánh giá sự việc trên nhiều góc độ khác nhau. Đừng quả cổ chấp, như vậy thì bạn sẽ nhanh chóng tìm ra hướng đi phù hợp cho riêng mình. Bên cạnh đó, tháng 5 âm lịch này cũng khuyên bạn có thể xin sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh bởi ai cũng sẵn sàng đưa ra cho bạn những gợi ý hữu ích. Trên thực tế, tháng nay, bạn không bị kẻ tiểu nhân dòm ngõ, vì vậy hãy tin tưởng vào những người xung quanh nhiều hơn. Như vậy thì bạn cũng sẽ tự giảm được áp lực cho bản thân mình. 2. Luận về phương diện tài chính Con đường tài lộc của những chú gà cũng không thật sự hành thông còn giáp này khó nhận được các khoản lời lãi vì thể hại tập trung vào các công việc chính để có thể đảm bảo đồng ra đồng vào không mắc thêm những lỗi sai khiến mình phải lấy tiền ra để đền bù thiệt hại người làm kinh tế cần cởi mở hơn trong suy nghĩ tư duy làm ăn của mình nếu bạn cứ mãi đi theo lối mòn thì bạn sẽ nhanh chóng tụt hậu hơn so với đối thủ thị trường luôn luôn vận động vì thế bạn không nên đứng yên một chỗ. Có thể quá trình làm ra tiền sẽ khá vất vả đấy. Xong, đến khi gặt hái được trái ngọt, bạn sẽ cảm thấy những gì mình bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Còn với những người làm công ăn lương, hãy cố gắng hoàn thành cho tốt nhiệm vụ được phân công. Như vậy thì khoản tiền lương đổ về trong tuổi của bạn vẫn sẽ đảm bảo. Nếu có thể, hãy dành thời gian học thêm những kiến thức mới, như vậy sẽ hữu ích cho tương lai của bạn sau này. Thiên Đức cho thấy sự thực chất của bạn vẫn có cơ hội phát triển trong tháng năm âm lịch này, chỉ cần còn giáp người tuổi dậu quyết tâm, cố gắng mà thôi. Có thể sự chăm chỉ của bạn sẽ gây ấn tượng tốt với quỹ nhân, đối phương sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng đầy thử sức. 3 luận về phương diện tình cảm gia đạo. Có thể thấy rằng vận trình tình cảm của người tuổi dậu cũng có ít điểm sáng giữa tác động của cục diện ngũ hành tương khắc. Những chủ gà phải đối diện với nhiều vấn đề mà không nhanh chóng giải quyết thì sẽ lại gây hậu quả đáng buồn. Với các cặp vợ chồng, quan hệ giữa bạn và người ấy đang ngày một xa cách tất cả là do hai người đều đang đặt cái tôi cá nhân lên quá cao, đồng thời bỏ ngoài tai lời của người còn lại. Có thể những vấn đề hai người đang mâu thuẫn không có ai hoàn toàn đúng hoặc hoàn toàn sai, tất cả chỉ là do những khác biệt trong quan điểm mà thôi. Để nhanh chóng khắc phục được vấn đề này, bạn và người ấy nên chủ động xuống nước để có thể trò chuyện cùng nhau. Với người còn độc thân, có vẻ như bạn thích dành thời gian cho chính bản thân mình hơn là quan tâm tới một người nào đó khác. Thậm chí bạn coi việc yêu đương là tốn thời gian, vì thế bạn thường tỏ vẻ khá bực bội khi có người tiếp cận mình. Một số người vẫn chưa bước qua được tổn thương trong quá khứ nên bạn vẫn mãi khép cửa trái tim mình. Thật sự, xung quanh bạn vẫn còn rất nhiều người chân thành. Chỉ cần bạn để ý quan sát thì bạn sẽ nhận ra ai là người thật lòng với mình. Đừng để những chuyện đã qua nếu giữ chân mình khiến bạn bỏ lỡ những cơ hội nắm bắt hạnh phúc. 4. Luận về phương diện sức khỏe Tử vi tháng 5 âm lịch cho thấy người tuổi dậu thường xuyên đa sầu đa cảm buồn phiền mệt mỏi trong tháng này. Do đó, dù không mắc phải bệnh tật trầm trọng nhưng bạn vẫn vướng vào những căn bệnh vật vảnh khiến bạn không có sức lực, không đủ sự tập trung để làm việc. Vì thế bên cạnh việc sinh hoạt điều độ, chăm tham gia thể dục thể thao, bạn còn cần phải thay đổi cách suy nghĩ, cách nhìn nhận vấn đề của mình cho tích cực hơn. Chỉ cần bạn lạc quan hơn với hoàn cảnh hiện tại của mình thì mọi việc, mọi phương diện cuộc sống của bạn cũng sẽ đều có những dấu hiệu cải thiện theo. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi giàu vào tháng 5 âm lịch năm 2023 như sau. Một tuổi đinh dậu sinh năm 1957, mệnh hỏa, nam sao thái bạch, nữ sao thái âm, khẩu quyết, suy nghĩ bi quan, công việc bể tắc, đừng bỏ vợ giữa chân. Quý nhân phù trợ, tuổi mạo, tuổi tuất tiểu nhân, tuổi thân, tuổi dậu, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu hồng. 2 tuổi kỷ dậu sinh năm 1969, mệnh thổ, nam sao la hầu, nữ sao kẻ đô, khẩu quyết, việc làm ăn dặm chân tại chỗ nên tham khảo ý kiến của người đáng tin cậy. Quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi mão, tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi tuất, màu sắc may mắn, màu hồng, màu vàng. 3. Tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, mệnh mộc. Nam sao kế đô, nữ sao thái dương, khẩu quyết vợ chồng xa cách, nhiều quan điểm mâu thuẫn với nhau. Quý nhân phù trợ tuổi tỵ, tuổi hợi, tiểu nhân tuổi tý, tuổi mậu, màu sắc may mắn màu trắng, màu tím. 4. Tuổi quỷ dậu sinh năm 1993, mệnh kim. Nam sao thái bạch, nữ sao thái âm, khẩu quyết nên cải mở hơn, học cách quên đi tổn thương trong quá khứ. Quý nhân phù trợ tuổi tuất, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi mùi, màu sắc may mắn, màu hồng, màu tím. Năm tuổi ất dậu sang năm 2005, mệnh thủy, nam sao la hầu, nữ sao kế đô, khẩu quyết cần giữ gìn sức khỏe, sinh hoạt điều độ, suy nghĩ lạc quan hơn. Quý nhân phù trợ tuổi tý, tuổi tỵ, tiểu nhân tuổi thìn, tuổi sửu, màu sắc may mắn màu vàng, màu đen. Tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 của người tuổi Tuất, cả thèm trống trạng, việc lớn khó thành. Xem tử vi tháng 5 âm lịch năm Quý Mão 2023 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tuất bước sang tháng 5 và âm lịch vận trình biến động khá khó lường, các tinh và hung tinh đồng thời soi chiếu, con giáp này cần phải thật sự tỉnh táo để đưa ra những cách ứng phó đúng đắn nhất trong tình huống khác nhau. Nhờ cỏ tam hợp nâng đỡ bản mệnh có cơ hội để thể hiện điểm mạnh của mình. Hơn nữa, nhờ sự nhiệt tình, năng độ mà còn giáp người tuổi tuất sẵn sàng bắt tay vào những công việc khác nhau, gây ấn tượng ban đầu tốt đẹp với mọi người. Tuy nhiên, bạn cần tránh thái độ nóng vội, cả thèm chóng chán nhiệt tình lúc đầu, nhưng sau đó khi công việc vào guồng quay thì lại đâm ra bỏ bê, lơ là. Phương diện tài lộc cũng có những bước tiến nhất định xong có thể chưa thật sự vững chắc còn giáp này cần phải chắc chắn hơn trong những quyết định của mình làm việc gì cũng cần cố gắng hết sức không nên nghĩ tới việc dựa dẫm hoặc chiếm đoạt của người khác ngoài ra khi chi tiêu vẫn cần có một khoản dự phòng đề phòng những sự cổ bất ngờ xảy ra May mắn là phương diện tình cảm gia đạo của người tuổi tuất vào tháng mậu ngọ khá sản sủa. Người độc thân có thể dễ dàng gây ấn tượng với người khác giới nhờ tính cách vui vẻ và hài hước của mình. Đi đến đâu, người tuổi tuất cũng trở thành tâm điểm của đám đông. Với người đã có đôi, mối quan hệ giữa bạn và người ấy hòa hợp là vì đôi bên luôn biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhau xem tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 của người tuổi Tuất luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Bước sang tháng Mậu Ngọ phương diện sự nghiệp của người tuổi Tuất có hung có cát, vì thế mà bạn không được chủ quan trong bất cứ công việc gì, bởi rắc rối có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Dưới ảnh hưởng tích cực của cục diện tam hợp bạn mệnh luôn cảm thấy hăng hải và nhiệt tình khi bắt tay vào các công việc. Bạn không ngại thử thách bản thân trong những lĩnh vực mới, nhờ vậy mà bạn cũng học hỏi thêm cả nhiều kiến thức hữu ích cho mình. Tuy nhiên, điều mà con giáp người tuổi Tuất cần lưu ý chính là bản tính cả thèm trống tráng của mình. Đừng nên chỉ hăng hái lúc đầu, rồi sau đó lại thành ra bỏ bê, lười biếng. Nếu muốn gặt hải thành công, bạn không nên nóng vội chỉ mong được nhìn thấy kết quả. Nhiều lúc quá trình thực hiện công việc sẽ đem lại cho bạn nhiều điều đáng quỷ hơn nhiều. Nguyệt lệnh lâm mộ khiến cho bạn đôi khi có thể sẽ có cái nhìn không hợp lý khi đánh giá các vấn đề. Vì vậy mà bạn cũng cần lắng nghe, tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh nhiều hơn. Đừng nên nhìn nhận mọi việc một cách quá phiến diện hai Luận về phương diện tài chính Tam hợp chỉ đường dẫn lỗi có thể giúp cho người tổ tuốt tìm ra hướng làm ăn mới vào tháng mậu ngọ này. Là người dẫn đầu sự hưởng, bạn có thể nhanh chóng thu về khoản lời lại đáng mừng. Tuy nhiên, bạn không nên chủ quan vì những thành công bước đầu của mình. Dù có tiền rủng rỉnh trong túi thì xung quanh bạn vẫn có rất nhiều kẻ xấu hoặc đối thủ cạnh tranh trực chờ tìm cơ hội thích hợp để hãm hại bạn. Hãy luôn tập trung trong những việc mình làm, dù là công việc đã vào guồn đi nữa. Nguyệt lệnh Lâm Mộ khuyên người mới bước vào các lĩnh vực mới cần phải cẩn thận khi đưa ra những quyết định. Bạn cần nắm rõ thế mạnh của mình nằm ở đâu, chứ đừng vội vàng chạy theo xu thế thị trường. Nếu cả tin theo lời rủ rê của kẻ khác, bạn cũng rất dễ rơi vào cãi bẫy, tẩy bản thân vào cảnh hào tài tổn của. Với những lời làm người làm công ăn lương nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không bỏ dở giữa chân thì bạn vẫn có thể thu về một khoản tiền lương tiền thưởng nóng ổn định. Nếu có thời gian rảnh, bạn cũng có thể tham gia các công việc tài trái để cải thiện thu nhập cho mình. Thời điểm tháng 5 âm lịch cho thấy tình hình sức khỏe của bản mệnh còn có những dấu hiệu suy giảm thậm chí vẫn phải hòa huyết quan. Vì vậy mà trong việc chi tiêu cần hết sức chú ý, cần đề cao tiết kiệm để đề phòng cho những tình huống bất ngờ phải tiêu tốn một khoản tiền lớn. Ba. luận về phương diện tình cảm gia đạo. Phương diện tình cảm chính là điểm sản rực rỡ nhất của người tuổi tuất trong tháng mậu ngọ này. Dù bạn còn độc thân hay đã có đôi có cặp, bạn cũng sẽ được tận hưởng niềm hạnh phúc mà nhiều người ao ước. Nếu vẫn còn đang lẻ bỏng, hãy nhiệt tình tham gia vào những buổi tụ tập gặp gỡ bạn bè. Nếu có người thân giới thiệu cho bạn những đối tượng làm quen, bạn cũng hãy thử gặp gỡ xem sao. Với tính cách cởi mở vui vẻ của mình, bạn có thể gây ấn tượng rất tốt đẹp với mọi người xung quanh. Còn nếu bạn đang ấp ủ một hình bóng nào đó trong lòng, Tử vi tháng 5 âm lịch là thời điểm thích hợp để bạn bày tỏ tình cảm với đối phương. Hãy chủ động và luôn chân thành quan tâm tới người đó, chắc chắn bạn sẽ khiến cho người ấy rung động. Với các cặp đôi, hai người luôn quan tâm và lo lắng cho nhau. Khi người ấy khó khăn, bạn sẽ luôn bên cạnh, động viên, cổ vũ. Chính những lúc như thế này, mối quan hệ của cả hai lại càng trở nên khẳng khích. Thêm vào đó, bạn cũng luôn sẵn sàng thay đổi những điểm chưa tốt của mình để có thể hòa hợp với đối phương hơn. Khi có khúc mắc xuất hiện, bạn cũng lắng nghe thay vì tranh cãi, bởi bạn hiểu rằng hơn thua trong những việc như thế này chẳng hề đem lại tác dụng tích cực nào cho mối quan hệ. 4. Luận về phương diện sức khỏe tháng năm âm lịch có hung tình bạch hộ xuất hiện người tuổi tuất dễ phẫn phải hòa huyết quan vì thế mà bạn cần phải cực kỳ quan tâm tới phương diện sức khỏe của mình hãy luôn cẩn thận khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay để tránh nhận sự cổ không đáng có việc tập thể dục thể thao cũng cần lắng nghe sức khỏe của mình trở tập luyện quá sức kẹo phản tác dụng nếu cảm thấy cơ thể có dấu hiệu bất ổn bạn cũng cần ngay lập tức khám chữa trị ngay. Không nên giấu bệnh hoặc cố gắng chịu đựng khiến bệnh ngày càng trở nặng. Đến lúc đó, sức khỏe vừa tổn hại lại vừa phải tốn thêm nhiều tiền để cứu trở. Cảm nang phượng vận cho từng tuổi tuất vào tháng 5 âm lịch năm 2023 như sau. Một Tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 mệnh mộc, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức khẩu quyết, hăng hải bắt tay vào công việc trở thành người dẫn đầu xu thể. Quý nhân phù trợ tuổi mão, tuổi dân, tiểu nhân, tuổi tỵ, tuổi thân, màu sắc may mắn, màu xanh, màu nâu. 2. Tuổi canh túc sinh năm 1970, mệnh kim, nam sao một đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết. Nên thay đổi thói quen cả thèm trọng trạng, trở nên bỏ dở công việc dựa chân quý nhân phù trợ tuổi thân tuổi ngọ tiểu nhân tuổi thân tuổi sổ màu sắc may mắn màu nâu màu đỏ 3. tuổi nhâm tuất sinh năm 1982 mệnh thủy nam sao vân hở nữ sao la hầu khẩu quyết tính cách cởi mở hài hòa được nhiều người yêu mến quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi hài tiểu nhân tuổi dần tuổi dậu màu sắc may mắn màu xám màu trắng vốn tuổi giáp tuất sang năm 1994 mệnh hỏa nam sao thủy diệu nữ sao mộc đức khẩu quyết người nhà quan tâm đến nhau mối quan hệ im ấm quý nhân phù trợ tuổi môi tuổi giàu tiểu nhân tuổi sụ, tuổi thân màu sắc may mắn màu trắng màu đỏ năm tuổi bính tuất sang năm 2006 mệnh thổ nam sao mộc đức nữ sao thủy diệu khẩu quyết Chú ý giữ gìn sức khỏe cần đề phòng hòa huyết quan quý nhân phù trợ tuổi Mão tuổi Ngọ tiểu nhân tuổi Tỵ tuổi Mùi màu sắc may mắn màu đen màu vàng tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 của người tuổi Hài sự nghiệp bế tắc tình duyên ảm đạm Xem tử vi tháng 5 âm lịch của người tuổi hợi cho thấy tháng này sẽ là khoảng thời gian tương đối khó khăn đối với con giáp người tuổi hợi. Bạn cần phải tự tìm động lực cho mình để có thể cố gắng vươn lên. Hãy coi những vấn đề mình gặp phải lúc này là yếu tố cần thiết giúp bản thân tiến bộ hơn. Do nguyệt lệnh lâm tuyệt tác động, bản mệnh có thể cảm thấy nhiều công việc đang lâm vào bể tắc nhiều sự cố bất ngờ có thể xảy ra khiến bạn phải mất rất nhiều thời gian để ứng phó thậm chí có những người còn đánh mất phương hướng của mình không biết mình cần phải làm gì mới có thể vượt qua nghịch cạnh trên những khó khăn trong công việc cũng sẽ khiến cho tiền bạc khó có những bước phát triển thời điểm hiện tại bạn nên hạn chế mở rộng quy mô làm ăn của mình đừng nóng vội chạy theo bước chân của người khác bởi bạn cần thời gian để đánh giá lại những gì mình đã và đang làm. Nếu có vấn đề gì thì nhanh chóng rút kinh nghiệm lại những gì mình đã làm để sửa trở và có một cách nhìn khách quan hơn. Ngũ hành tương khắc cũng ảnh hưởng xấu tới phương diện tình duyên người tuổi Hợi thường xuyên bất an, lo lắng, buồn phiền vì những vấn đề ngoài cuộc sống, nhưng lại không muốn tâm sự với nửa kia của mình. Nếu cứ tiếp tục duy trì tình trạng này, mối quan hệ giữa đôi bên sẽ đi vào bế tắc, thậm chí có kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ này xem tử vi tháng năm âm lịch năm 2023 của người tuổi Hợi luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Con đường sự nghiệp của người tuổi hài dễ rơi vào cảnh bể tắc khi bước sang tháng năm âm lịch tức tháng mậu ngọ. Dưới ảnh hưởng của cục diện nguyệt lệnh, lâm tuyệt, bạn làm gì cũng cả thấy bị cản trở. Không và các yếu tố khách quan thì lại chủ quan. Hãy xác định lại tinh thần rằng tháng nay bạn sẽ phải đối diện với những sự cạnh tranh khá khốc liệt từ đồng nghiệp hoặc đối thủ của mình. Bởi vậy khi bắt tay vào làm việc gì bạn cũng cần phải chắc chắn với hướng đi và mục tiêu của mình đừng dễ dàng dao động vì sự tác động của người ngoài. Muốn gặt hái được thành công, bạn không nên sợ hãi khó khăn hay thất bại. Ngược lại, hãy coi đó là cơ hội để mình nhìn nhận rõ năng lực của bản thân, đồng thời rút kinh nghiệm từ những sai lầm. Làm được như vậy, bạn mới có thể tiến bộ một cách nhanh chóng. Những người trẻ tuổi với công việc bắp bên có thể cảm thấy mất phương hướng. Bạn không nên chịu đựng áp lực một mình, hãy tâm sự với người đi trước giàu kinh nghiệm. Bạn có thể nhận được những lời khuyên hữu ích, từ đó biết mình cần phải làm gì tiếp theo. Trên thực tế, vận trình của người tuổi hại vào tháng 5 âm lịch có điểm sản le lỗi cho có các tình tử vi chiếu mệnh. Bạn chỉ cần cố gắng hết sức mình dựa vào sức của bản thân thì chẳng sợ không lọt vào mắt của quỷ nhân những người tốt bụng xung quanh bạn cũng sẽ không ngại ngần giúp đỡ bạn một tay. 2. Luận về phương diện tài lộc Công việc chưa có nhiều tiến triển kéo theo tình hình tài chính cũng tương đối ảm đạm trong tháng 5 âm lịch này. Những chủ hội cần phải bình tĩnh và làm cho tốt những việc còn đang gian dở, cho nên đưa ra những quyết định nóng vội kẹo cuối cùng lại soi hỏng bỗng không. Các dự án đầu tư kinh doanh của bản mệnh có dấu hiệu dậm chân tại chỗ. Đây là lúc bạn cần tỉnh táo để xem xét vấn đề nằm ở đâu. Chỉ khi khắc phục được các sai sót, bạn mới có thể vượt qua khỏi những khó khăn, kiếm tiền về trong tuổi thuận lợi như khoảng thời gian trước đó. Ngoài ra, thời điểm tháng 5 âm lịch, bạn sẽ phải đối diện với sự khảnh, cạnh tranh, giành giật khốc liệt đến từ đối thủ. Hãy luôn thận trọng trong mọi việc cả bị đối thủ chơi xấu dẫn tới cảnh hao tài tổn của, thậm chí gây ảnh hưởng tới cả danh tiếng của bản thân. Theo tử vi tháng 5 âm lịch năm quỷ Mão này cho thấy, tháng này cũng không thích hợp cho các hoạt động khởi nghiệp, khuyên bản mệnh. Vẫn nên dành thời gian để học hỏi thêm các kiến thức hữu ích, đồng thời cân nhắc kỹ càng về mục tiêu của mình. Khi bạn đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực và vật lực, bạn sẽ dễ dàng đạt được thành công hơn. Các tình tử vi khuyên bạn chăm chỉ làm việc, đừng ngại khó khăn hay vất vả bởi cuối cùng thì công sức của bạn cũng sẽ được đáp trả xứng đáng. Bạn thậm chí có thể chuyển bại thành thẳng, khẳng định được vị thế của bản thân. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Đáng buồn là mối quan hệ giữa người tuổi hợi với nửa kia đang có dấu hiệu ngày một xa cách. Bạn cảm thấy hai người không còn thấu hiểu nhau nữa nên ngày càng sống khép kín hơn, không muốn tâm sự với nửa kia những áp lực khó khăn trong cuộc sống. Nếu không thay đổi cách suy nghĩ và cách hành sự của mình, bạn không nhận đẩy bản thân vào cảnh căng thẳng không cần thiết mà còn tác động xấu tới mối quan hệ vợ chồng bạn càng không nói chuyện thì người ấy sẽ càng không thấu hiểu được bạn mà thôi. Khi mỗi quan hệ đôi bên xa cách, còn giáp này cũng cần thận trọng trước nguy cơ kẻ thứ ba xuất hiện. Nếu bây giờ bạn không quý trọng những gì mình đang có thì đến khi mất đi bạn sẽ cảm thấy vô cùng hỏi hận. Đến lúc đấy thì mọi việc cũng đã muộn rồi. Với những ai đang còn độc thân, bạn chưa xác định được mình, cần tìm một người như thế nào chính vì thế mà bạn có vẻ rất thờ ơn. đã đến lúc bạn nên suy nghĩ nghiêm túc cho tương lai của mình tránh tốn thời gian cho những kẻ không xứng đáng và bỏ lỡ những người chân thành với bản thân 4. Luận về phương diện sức khỏe Rất may mắn là vào tháng 5 âm lịch này tình hình sức khỏe của người tuổi hợi vẫn khá ổn định nhờ thể mà bạn có sức để cố gắng vượt lên trên khó khăn. Hãy tiếp tục duy trì lối sống điều độ, cho nên suy nghĩ bi quan. Nếu có vấn đề gì thì đừng ngại chia sẻ với mọi người, bởi ai cũng sẵn lòng giúp đỡ bạn. Ngoài ra, còn giáp người tuổi hại cũng trở nên bắt bản thân làm việc quá sức. Người lẫn tuổi chú ý khi đi lại cũng nên tập thể dục thể thao hợp lý. Không nên tập quá sức mình, nếu không dễ gặp những sự cố ngoài ý muốn. Cẩm nang cho từng tuổi hài vào tháng 5 âm lịch năm 2023 như sau: một tuổi tinh hài sinh năm 2007 mệnh thổ nam sao thái âm nữ sao thái bạch khẩu quyết công việc bế tắc nhiều rắc rối có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Quý nhân phù trợ tuổi MẠO tuổi thân tiểu nhân, tuổi tuốt, tuổi tỵ, màu sắc may mắn, màu vàng, màu hồng. 2. Tuổi kỷ hợi sinh năm 1959, mệnh mộc, nam sao thổ tú, nữ sao phân hỡn, khẩu quyết, không thích hợp mở rộng đầu tư kinh doanh, hãy tập trung vào công việc còn đang dang dở. Quý nhân phù trợ, tuổi môi, tuổi dân, tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi dậu, màu sắc may mắn, màu vàng, màu đỏ. 3 tuổi Tân hải sinh năm 1971 mệnh Kim. Nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết nên đưa ra các mục tiêu phù hợp và hỏi ý kiến của những người giàu kinh nghiệm. Quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất, tiểu nhân tuổi Mão, tuổi Sửu, màu sắc may mắn màu nâu, màu trắng. 4. Tuổi Quỷ Hợi, sinh năm 1983 mệnh Thủy, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết vợ chồng không hòa hợp đôi bên thường giấu những điều không như ý muốn trong lòng quý nhân phù trợ tuổi dân tuổi thân tiểu nhân tuổi tỵ tuổi sổ màu sắc may mắn màu tím màu cam năm tuổi ất hợi sang năm 1995 mệnh hỏa nam sao thổ tú nữ sao phân hận khẩu quyết nên cởi mở trò chuyện với người khác đối xử tốt với người chân thành với mình quý nhân phù trợ tuổi giàu tuổi tuất tiểu nhân tuổi thân tuổi ngọ màu sắc may mắn màu đỏ màu trắng